nó rất là tình yêu. Chết rồi, các chị em ơi, các chị em thử comment xem em có bị ẩn comment không? Tại sao em không nhìn thấy một bình luận của ai thế này? Không nhìn thấy cái gì luôn, các chế độ các chị em ạ. Đâu hết rồi? Có đầm xòe sát nách không? Chị Hương Hồ ơi, sát nách em chưa có lấy. Em mới có là dạng tay lửng lửng và lỡ thôi chị Hương Hồ. Vào đi các tình yêu ơi. Vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh ạ. Vào nhanh nha các chị yêu ơi. Đây này, em mới về này chị yêu. Thôi thôi, cô xoan mất rồi. Cô xoan đi đâu mất rồi. Xương xa hột liệu. Chia sẻ bài nhá, chia sẻ bài cho em nhá các chế yêu ơi. Thấy chị Hương Hồ lơi con tim tìm tìm về Hà Nguyễn ạ. Nhanh 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 tất cả các chị yêu ơi, tất cả các chị yêu ơi. Các chị yêu của em vào đi ạ, vào nhanh nha các chị yêu ơi. Chia sẻ livestream ạ, chia sẻ livestream. Chị yêu nào đang xem chấm tốt cho em nhá, chấm tốt cho em đi nào các chị yêu ơi. Chấm tốt cho em với ạ. Nhanh 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 các chị yêu ơi, chia sẻ livestream nhá để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nhá. Chị yêu nào vào rồi thì hãy comment nhá. Chị yêu nào vào rồi hãy comment nhá. Chia sẻ livestream 3 lần công khai trên trang tường cá nhân, kết bạn và theo dõi Facebook Bách Minh nhá ở chế độ xem trước ạ. Chị nào mà đã làm xong rồi thì hãy comment cho em đã chia sẻ ạ. Ngọc Ánh, hello em yêu. Không nghe thấy gì cả. Chị nói to vậy mà không nghe thấy gì cả. Nghe được chưa? Nghe được chưa tình yêu ơi? Nghe được chưa? Nghe được chưa? Vào đi, vào đi, vào đi các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, vào đi vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh ạ. Vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh ạ. Ok rồi ạ, ok, tất cả các tình yêu. Các tình yêu ơi, các tình yêu nào vào rồi chúng ta sẽ vào thật nhanh nhá. Vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh ạ. Hôm nay sẽ rất nhanh chóng và rất nhanh chóng nhá. Hôm nay sẽ có rất là nhiều này, quần váy rất là đẹp nha các chế nhá. Giá hôm nay siêu sốc luôn nhá. Quần váy này, chân váy này. Hàng bao đẹp cho tất cả các tình yêu luôn. Chị yêu nào vào rồi thì chúng ta hãy comment nhá, comment cho em lên nè để chúng ta nhìn thấy nhau nào. Nhanh 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 để chúng ta sẽ chơi game nhá. Game 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 ạ. À. Tranh game đâu hết rồi cô nhỉ? Túi cái tên rồi. Đấy chị mặt đằng sau. Mặt đằng sau. Nhanh 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 các chị yêu ơi, các chị yêu ơi, nhanh lên để chúng ta sẽ vào chơi game nhá. Game 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 chia sẻ livestream để chơi game nào các chế yêu ơi. Chặn like, chị chưa có like lại được ở bên đấy cho nên toàn phải dùng phê này để like thôi. Toàn phải dùng phê bên này thôi. Cái phê Đỗ Thị Hường kia nó đang bị chặn like, nó chưa có trả like cho chị cho nên là không 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 có được.
Huỳnh Thúy. Huỳnh Thúy ơi, hôm qua bạn đi check inbox của mình chưa nhỉ? Chưa. Trả lời inbox cho chị, check inbox cho chị nha Huỳnh Thúy ơi. Chưa, trời ơi, nó trả thì chị đã về phây kia rồi. Sao cái tranh này in ra mờ thế? Nhìn mà mờ ảo thế nó phê. Hả? Mờ ảo thế nó phê. Áo hoa kia 99 em ơi, 99.000. Chành này mà chơi đoán mọt kiếp. Bán ra được không? Không. Có tranh cực kỳ hay cho các chế yêu. Nào các chế yêu ơi, chất gì vậy chị? Em ơi, chất cô tông. Phạm Minh Thư ơi, chất cô tông. Huỳnh Thúy ơi, em check inbox cho chị nha, Hôm nay có rất là nhiều các mẫu short jean và các mẫu quần váy jean nha các chế yêu ơi. Được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nào. Vẫn như thường lệ nhá, 50 lượt chia sẻ sẽ bắt đầu chơi game nha tất cả các chế yêu. Và thể lệ để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game đó là kết bạn với Facebook Bách Minh, chia sẻ livestream 3 lần trên công khai trên trang tường cá nhân nhé các chế, để chúng ta sẽ bắt đầu vào phần khởi động não ạ. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chế yêu ơi, và những chế nào đã làm đủ thể lệ rồi thì hãy comment lên cho em đi ạ. Chị mặc thử được không? Được em. Đây, ê củ, ra mẫu. Mẫu áo hoa. Áo hoa. Đang hỏi áo hoa. Ok, đợi chị xíu. Đây nha, mẫu áo theo hoa đây nhá. Bạn ấy đang mặc mẫu màu đỏ này. Cái mẫu này các bạn có thể mặc bẹp vai nhá. Chị Trương Thảo Phương chia sẻ bao nhiêu lần? Chị ơi, chia sẻ công khai trên trang tường cá nhân 3 lần nha. Lên con tim kìm về 6 lần rồi. Ok, cảm ơn em yêu. Đây ạ, bẹp vai như này nhá các tình yêu nhá. Đấy, có thể mặc bẹp vai hoặc có thể mặc thành cổ thuyền nhá. Đây ạ, cổ thuyền đây ạ. Đó. 99k một áo nhá, 99k một áo nhá tất cả các tình yêu nhá. Nhanh, được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ các chế yêu ơi? Hiện tại bây giờ đang có 30 người xem ạ. 30 người xem mà tương ứng mỗi lần chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần là chúng ta phải có 90 lượt chia sẻ rồi. Vậy các chế yêu ơi, chế yêu nào đã làm đúng và đủ thể lệ thì hãy comment lên cho em là đã chia sẻ nha. Đã chia sẻ nha. Có hở không chị? Cái gì hở không em? Hở. Em sợ hở cái gì? Vấn em sợ hở cái gì? Em sợ hở cái gì? Chị yêu nào mà đã làm đủ thể lệ nhá, chia sẻ công khai lên trang tường cá nhân 3 lần và kết bạn với Facebook Banh Minh ở chế độ xem trước rồi thì hãy comment lên cho em nhá. Đã chia sẻ hoặc đã làm đủ nha các chị ơi. Đã chia sẻ hoặc đã làm đủ ạ, đúng và đủ 50 lượt chia sẻ em sẽ bắt đầu chơi phần khởi động não với tất cả các chị yêu nhá. Ok, nhìn thấy bạn Ngọc Ánh rồi ạ. Váy chị mặc bao nhiêu? Phạm Thi ơi, váy chị mặc đang chỉ có hiện tại là chỉ có một chiếc duy nhất em nhá. Hiện tại là chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Một chiếc duy nhất màu xanh rêu và một chiếc duy nhất màu gạch, tức là có hai chiếc hai màu, mỗi màu chúng ta chỉ có một chiếc thôi. Cái váy này lát nữa chị sẽ mở bán với giá bất ngờ luôn. Có hở tay không? Không có hở tay em ơi. Cúi xuống có bị trễ cổ không? Không, cái này nó là dạng cốt tông, nó ôm vào làm sao mà hở được hả em yêu? Phạm Minh Thư, chị nằm ngang ra cho các bạn. Không, cái áo của em bạn nào có thấy mỹ nào nhá, thấy mỹ nào rồi hãy comment để lên để chúng ta nhìn thấy nhau nào, để chúng ta không bị ẩn comment khi mà chơi game nhá. Được chưa ạ? Comment lên để chúng ta nhìn thấy nhau và không bị ẩn nào. Các chế yêu ơi, comment lên giúp em nào để em nhìn thấy các chế nào. Thấy Thanh Loan rồi nhá. Áo phông có bông hoa chị Chi Mỹ ơi, 99k nhá, 99k một áo nhá, 99k một áo ạ. 99k một áo ạ. Nhanh để chúng ta sẽ bắt đầu chơi game nhá. Mini game đầu tiên ạ. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị yêu ơi? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Tại sao 33 người xem rồi ạ? Chị chia sẻ rồi thì có thấy không chị? Có thấy chứ. Chị Huệ Nguyễn ơi đã chia sẻ, ok, nhìn thấy bạn Nguyễn Thảo đã chia sẻ, hãy comment lên ạ. Những ai đã chia sẻ rồi thì hãy comment lên cho em đã chia sẻ nhá. Và tất cả những bạn chia sẻ livestream từ 15, chia sẻ thành công nhá. Thành công từ 15 nhóm trở lên ạ. Thành công từ 15 nhóm trở lên thì hãy comment cho em là đã chia sẻ 20 nhóm hoặc đã chia sẻ 17 nhóm, đã chia sẻ 18 nhóm. Hãy comment lên cho em và cho em số điện thoại và địa chỉ, em sẽ gửi tặng quà nhá các chế yêu nhá. 37kg có vừa không? 37kg vừa.
78 rồi, ok, 80 lần rồi, ok Ngọc Ánh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mini game ạ, phần khởi động não của chúng ta nhá. Chia sẻ ok, dạ vâng, ok nhá, phần khởi động não ạ, khởi động não của chúng ta nhá. Khởi động não nào các chế yêu ơi, khởi động não nhá, khởi động não với bức tranh đầu tiên ạ. Nhanh 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 ạ, khởi động não với bức tranh đầu tiên nào các chị yêu ơi. Khởi động não với bức tranh đầu tiên ạ, với bức tranh đầu tiên nhá. Phần đầu của chúng ta thì bao giờ cũng sẽ là phần khởi động não nhá. Đây ạ, tất cả các chị yêu ơi, phần khởi động não của chúng ta với bức tranh đây ạ. Đó. Đây nhá, đây nhá, đây nhá các chị yêu ơi, khởi động não ạ. Comment cho em đáp án của bức tranh này nhá. Và thể lệ chơi của chúng ta là nhìn tranh đoán ý nhá tất cả chị yêu ơi, nhìn tranh đoán ý nhá, nhìn tranh đoán ý ạ. Đoán cho em ý nghĩa của bức tranh này nhá, đoán cho em ý nghĩa của bức tranh này ạ. Cho em xem nào, chị Mỹ. Ok chị Mỹ ơi, ra cho bạn đi xem cái áo. Sơ mi bao nhiêu? Sơ mi 150 chị ạ. Sơ mi 150. Đây em yêu ơi. Bề vai thì nó như này nhá. Cổ thuyền thì nó như này. Đấy, cổ thuyền đấy ạ. Em ở đấy thấy chưa? Nào có cúi xuống thế, cúi xuống nữa cũng không có hở cái gì, không có lộ cái gì nhá. Có cái gì mà hở, có cái gì mà lộ đâu. Hả em yêu ơi. Nào hãy comment cho em nào, đáp án ạ. Học thầy không thầy học bạn, chưa đúng ạ. Tứ cộng tam chưa phải ạ. Nhanh 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 nhanh. Chữ ngược kiểu gì? À cái chữ này nó toàn chữ tiếng Anh đấy chị ạ. Nó toàn chữ tiếng Anh thôi. Đây. Nó toàn chữ tiếng Anh nhá các chị nhá. Hở vai, à mình không thích mặc hở vai thì mặc mà mình mặc thành cổ thuyền em nhá. Có cả giả cổ tròn không, không hở vai nha em nhá. Chân váy đằng sau bao nhiêu? Chân váy đằng sau 170k nhá. Chân váy đằng sau 170k. Đây nhá, nào nào các chế yêu ơi, nhanh 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 nhanh. 4 cộng 3 chưa phải nhá. Đây nhá, đây 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 đây, đôi bạn cùng tiến chưa phải nhá các chị nhá. Chưa phải ạ. Comment cho em thật nhanh nào, đáp án của bức tranh này ạ, thật nhanh ạ. Cái phần đáp án này rất là dễ nha các chị nhá. Bức tranh này cực kỳ dễ, ý nghĩa của nó cực kỳ dễ nha các chị yêu ơi. Dễ lắm ấy. Dễ lắm nha các chị nhá, học đi đôi với hành. Nhanh 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 ạ. Tất cả những chế nào chia sẻ nhá. À, nhị thập ba tứ chưa đúng nha tất cả. À, tất cả những bạn nào chia sẻ thành công 20 nhóm trở lên thì hãy comment cho em nhá. Hãy comment cho em ạ. Có bao nhiêu chữ? Có rất nhiều chữ. Có rất nhiều chữ, cùng ăn cùng học. À, hãy comment cho em nhá. Những chị nào mà đã chia sẻ thành công ở 20 nhóm thì hãy comment cho em đã chia sẻ 20 nhóm nhá, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ luôn nha các chị yêu nhá. Em sẽ check xem là thành công được 20 nhóm em sẽ tặng quà nha các chị yêu nhá. Học đi đôi với hành chưa phải, học nâng cao chưa đúng ạ. Học ăn học nói học gói học mở. Nhanh 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 các chị ơi, phần khởi động não rất là nhanh nhá. Đáp án cực kỳ dễ nha các chị nhá, đáp án cực kỳ dễ ạ. Vừa học vừa chơi. Vừa học vừa chơi, nhanh 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 nhanh. Ủa mọi người đâu hết nhỉ? 50 người mà tại sao em nhìn thấy ít comment thế này nhỉ? Các chế yêu ơi, đoán ạ. Là thành ngữ à chị? Cao học. Có, câu này nó nói chung là nó có nhiều chữ. Nó có nhiều chữ em ạ. Đoán nhanh, comment nhanh nào các chị yêu ơi, rất là dễ ạ. Có thấy Trần Diệu Linh, có thấy em comment cái chữ có thấy em không? Học đi đôi với hành chưa phải nha các chị yêu ơi, học đi đôi với hành chưa phải ạ. Nhanh, em sẽ vào bức tranh chính thức nhá. Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Vừa chơi vừa học, chị đọc cái chữ đi. À, cái chữ ở trên này, cái chữ tiếng Anh của nó là chữ học này, chữ học. Ở dưới này là chữ ăn. Ở đây là chữ chữ ăn này, chữ nói, chữ gói và chữ mở. Học, đây là ăn, đây là nói ạ. Đây là gói, đây là mở, open. Đáp án ở phần khởi động của chúng ta chính là học ăn, học nói, học gói, học mở ạ. Học ăn, học nói, học gói, học mở nhá. Có rất nhiều bạn đã trả lời đúng rồi. Có rất nhiều bạn đã trả lời đúng ở phần khởi động của chúng ta. Nhưng đây chỉ là bức tranh khởi động để kết nối các lơ lon thần kinh của chúng ta thôi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần chính thức nhá. Vào phần chính thức của chúng ta ngày hôm nay. Có thấy chị Xuân Đỉnh. Vào bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay nhá. Bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời tất cả các chế nào mà chấm thuốc giúp em với ạ. Chấm thuốc giúp em để cho nó cách cái đoạn khởi động lên nhá. Chấm thuốc giúp em với ạ để cho nó cách cái đoạn phần khởi động lên ạ.
Bức tranh nhá, bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay. Ok, tất cả các chị yêu. Tại vì cái chữ đây không có đọc, đọc ra cái này các chị viết liền à. Chấm tút giúp em nhá, để chúng ta sẽ lên bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay nào. Bức tranh chính thức nhá. Bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay ạ. Đấy, các chị chấm tút cả em nhìn này các chị ngay. Từ lúc nãy đến giờ các chị im hơi nặng tiếng thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính thức của chúng ta ngày hôm nay nhá. Đây ạ, bức tranh của chúng ta đây ạ. Chính thức nha, chính thức. Có thấy Kim Thơ, thấy em rồi. Võ Mai Bảo Hương, Vi Thị Cần. Ôi lâu lắm rồi em mới thấy chị Vi Thị Cần nha. Nguyễn Thanh Huyền, Trần Diệu Linh, Huyền Nhi, Lặng Yên. Đây nha, đây các chị yêu ơi. Comment thật nhanh cho em nào, Đáp án của bức tranh này, Nhanh. Thô lỗ chưa phải ạ. Đây các chị yêu ơi. Chữ gì đấy, chữ văng tục ạ, chữ văng tục. Lời nói chẳng mất tiền mua, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chưa phải nhá. Chưa phải Phi Nông Vũ, chưa phải Diệu Linh. Nguyễn Quỳnh Côi. Nhanh các chị yêu ơi, nhanh các chị yêu ơi. Hàm hồ, chưa phải ạ, thô tục, chưa phải ạ. Nhanh ạ. Đấy nhá, các chị yêu ơi, hãy comment cho em ạ. Đây là bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay nhá. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo chưa phải. Ăn trong nồi ngồi trong hướng, văng tục, thô tục chưa đúng, tục tĩu chưa phải ạ. Các chị nhá, đây ạ, hãy quan sát nhá, hãy quan sát bức tranh này. Chưa đúng ạ, comment cho em đáp án của bức tranh này ạ. Có bao nhiêu chữ chưa gợi ý, một đáp nữa mới gợi ý, bây giờ chưa đã gợi ý ạ. Nhanh ạ. Con gì thế? Con chó ạ. Nè. Đấy. Chửi chó mắng mèo. Đây ạ, nhanh. Lưỡi không xương chưa phải, văng tục chưa đúng. Nhanh các chế yêu ơi. Quát mắng văng tục chưa phải nha các chế yêu ơi. À, nhớ nha các chế yêu ơi, làm đúng thể lệ nhá. Chia sẻ lên tường cá nhân 3 lần nha. Trước khi các chế vào chơi game thì hãy chia sẻ livestream lên tường cá nhân 3 lần nha. Kết bạn và theo dõi Facebook mình ở chế độ xem trước nha tất cả các chế yêu. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo chưa phải, cái câu dài dài đấy chưa đúng. Người sủa một câu thành chó. Người sửa một câu mà thành chó được thì chắc là nhiều người thành chó lắm rồi Thu Huyền ạ. Dặn cá chém thớt chưa phải. Đây nha các chị ơi, nhanh nào. Cuốn lưỡi 7 lần trước khi nói chưa phải nha các chị. Bức tranh chính thức của chúng ta ngày hôm nay đây ạ, ngày hôm nay. Đây. Con voi. Chó ma. Thùy Linh, chị thấy Thùy Linh ơi. Buồn cười. Các bạn có nhiều đáp án buồn cười quá các chế ạ, các chế có nhiều đáp án vui ghê. Em phải công nhận rằng là khi mà em chơi cái trò này có rất là nhiều đáp án và em biết được là nhiều cách tư duy của các bạn rất là hay. Sửa như chó không phải ạ. Nhanh. Chó lê bò càng không phải nha các chế. Chửi chó kéo mèo, chửi mèo kéo chó à. Chó sủa không phải ạ. Các chế yêu ơi, thật nhanh nào, đoán cho em đáp án ạ. Chị Trương Thảo Phương ơi, chưa đã gợi ý. Chưa gợi ý là mấy từ, gợi ý mấy từ nó ra luôn ý. Dễ quá, gợi ý mấy từ thì nó dễ quá, nó ra luôn. Nên là phải từ từ, chưa có gợi ý chị ạ. Chưa có gợi ý, chó sủa. Cẩu tục. Đây nhá, đây ạ.
cho xem ta. Người văng tục như chó. Bao nhiêu từ em chưa có gợi ý nhá các chị yêu ơi, em chưa có gợi ý, em chưa gợi ý. Một lát nữa em sẽ gợi ý. Một lát nhá, một lát nữa em sẽ gợi ý nhá, một lát nữa em sẽ gợi ý nhá các chế nhá, một lát nữa thôi, một lát nữa thôi em sẽ gợi ý các chế rằng là nó có bao nhiêu từ, bởi vì khi em đã gợi ý ra bao nhiêu từ thì các chị sẽ đoán được ngay, cho nên là nó rất 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 dễ. Rất dễ cho nên em chưa có gợi ý nha các chị yêu nhá. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Đây 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 đây. Nhanh 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 các chị yêu ơi, nó rất là dễ nhá. Cái câu này cực kỳ dễ, khi mà các chị biết đáp án thì các chị sẽ không ngờ được tại sao nó lại đáp án như thế nhá. Chưa phải nha, chưa phải nha các chị yêu nha, chưa phải ạ. Nhanh 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 nhanh. Ai đáp án ạ? Đây 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 đây, sủa như chó chưa phải ạ? Tham ăn tục nói chưa đúng nhá các chị yêu ơi. Thôi lỗ chưa phải ạ. Em xin thông báo rằng là 150 người xem em sẽ gợi ý nó sẽ có bao nhiêu từ. 150 người xem em sẽ gợi ý nó có bao nhiêu từ nha các chị yêu nhá. Chỉ có 150 người xem thôi, 150 người xem em sẽ gợi ý cho là có bao nhiêu từ, có bao nhiêu từ đáp án của chúng ta. 150 người xem nha các chị nhá, 150 người xem ạ, 150 người xem. Và hôm nay em xin thông báo rằng là game của chúng ta nhé, phần game của chúng ta hết bức tranh này, chúng ta sẽ còn một bức tranh nữa, còn một bức tranh nữa để cho các bạn sẽ thử tài, thử thử tài đoán trí nhé, thử tài đoán trí với tất cả tỷ lệ chọi của chúng ta. Và các chế ơi, chơi game đừng quên thể lệ chơi nha các chế yêu nhá, chơi game đừng quên thể lệ chơi, đó là kết bạn với Facebook Facebook Bách Minh ở chế độ xem trước, chia sẻ livestream 3 lần nhá, 3 lần công khai trên trang tường cá nhân nhá các chị yêu ơi. 150 người xem em sẽ gợi ý luôn, là em sẽ gợi ý luôn và ngay nhá, luôn và ngay xem là có bao nhiêu từ, có bao nhiêu từ. Nhanh 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 nhanh, chửi như chó. Văng tục chưa đúng ạ. Đây ạ, đây ạ, đây ạ, người sủa tiếng chó. Đây 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 đây. Chưa đúng nào các chị yêu ơi, các chị yêu ơi chia sẻ livestream nhá. Và luôn luôn các chị ơi chia sẻ livestream thành công vào từ 15 đến 20 nhóm trở lên nhá, 15 nhóm trở lên là 15 nhóm trở lên em sẽ tặng quà cho tất cả các chế yêu ạ. Những chế nào đã chia sẻ vào 15 nhóm trở lên thì hãy comment cho em đã chia sẻ vào 15 nhóm kèm số điện thoại và kèm địa chỉ em sẽ tặng nhá, em sẽ tặng quà nha các chị nhá. Cẩu thả cẩu nghiệp chưa phải nhá, chưa phải nào các chị yêu ơi. Nhanh 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 nhanh, 150 người xem em sẽ gợi ý là 150 người xem ạ, chia sẻ livestream vào các nhóm giúp em nhé các chị yêu ơi, chia sẻ livestream vào các nhóm ạ, chia sẻ livestream vào các nhóm giúp em ạ. Đây ạ. Nhanh 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 các chị yêu ơi. Chia sẻ livestream cho em với. Chia sẻ livestream nào, chia sẻ livestream nào. Văng tục chưa phải là đáp án chính xác các chị yêu ơi. Tức người chửi chó chưa phải Huỳnh Thùy. Trần Hana đã chia sẻ vào 15 nhóm. Em sẽ quét được hết mà, em quét được hết, các chị chia sẻ cứ chia sẻ cho em vào 15 nhóm trở lên nhá, 15 nhóm trở lên ạ. 15 nhóm trở lên nhá, hãy comment cho em nhá, sửa chuột như chó không đúng. Nào các chế ơi, cố lên nào, 150 người xem thôi, quá đơn giản luôn, 150 người xem sẽ gợi ý luôn, sát 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 xít 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 luôn. Đã chia sẻ 20 nhóm, nhai đỗ ok. Đây ạ, à, đây ạ. À. Nhanh 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 ạ. À. Cậu nghiệp chưa đúng ạ, à. Chó già giữ xương chưa phải nào các chế yêu ơi. 150 người thôi ạ, à, 150 người thôi ạ. À. Đã chia sẻ 16 nhóm đó. Các chị yêu ơi, chị xem là đã chia sẻ rồi thì hãy comment luôn lên cho em nhá. Đã chia sẻ bao nhiêu nhóm này? Đã chia sẻ bao nhiêu nhóm này kèm với số điện thoại nha, kèm giúp em luôn địa chỉ, bởi vì là khi mà em check ấy, em check ấy, các chị đã chia sẻ thành công vào các nhóm đấy thì em sẵn số điện thoại và sẵn địa chỉ em chỉ gửi quà đi luôn thôi. Nha các chị yêu nha. Gợi ý đi chị. Rồi em xin thông báo nha, em xin thông báo đáp án của chúng ta là một từ câu gồm có 3 từ. 3 từ nha các chị nha, 3 từ, 3 từ thôi ạ, 3 từ thôi ạ. 3 từ thôi nha các chị yêu ơi, 3 từ ạ, 3 từ, 3 từ. 3 từ, 3 từ, 3 từ. 3 từ, 3 từ, 3 từ, 3 từ. Không phải chó chui gâm chạn ạ, 3 từ thôi nha các chị yêu ơi, chỉ có 3 từ thôi ạ. Đây nha, chỉ có 3 từ thôi các chị yêu ơi, 3 từ, 3 từ. 3 từ, 3 từ, 3 từ, chó hóc xương chưa phải ạ, 3 từ thôi ạ.
Chia sẻ 15 nhóm, ok. Bạn Mỹ Đào đã nhìn thấy Mỹ Đào nhá. Chia sẻ bao nhiêu nhóm này, các chị em comment cho em đã chia sẻ vào bao nhiêu nhóm này và kèm cho em số điện thoại, kèm cho em địa chỉ luôn nha các chị yêu nhá. Được chưa ạ? Em sẽ quét và chị nào mà chia sẻ đúng và thành công ạ, nhớ là chia sẻ thành công nha các chị nhá. Chia sẻ thành công ạ, em sẽ gửi tặng quà cho tất cả chế yêu, sẽ có địa chỉ, có số điện thoại, em sẽ gửi quà cho tất cả các chế yêu nhá. Được chưa ạ? Chưa phải ạ. Đúng là nó có liên quan tới con chó, đúng là nó có liên quan tới cái từ văng tục. Bởi vì trên bức tranh của chúng ta hiển thị những cái gì, trên bức tranh của chúng ta hiển thị những cái gì thì đáp án nó cũng sẽ như thế đó. Đây ạ, rất là dễ nha các chị nhá. Comment ạ, comment thật nhanh cho em nào. Ngu như chó. Chưa phải là đáp án ngu như chó ạ. Đây ạ, nhanh các chị yêu ơi, nhanh các chị yêu ơi. Cái đáp án này cực dễ nha, em mà gợi một phát thì ra luôn, ra tuốt từng tuột luôn nha các chị yêu nha. Đây ạ, ba từ nha các chị yêu ơi, ba từ nha các chị yêu nha. Nó có liên quan đến ở trên này là người, ở dưới này là chó nhá. Nó có sự liên quan đến nhau nha các chị yêu nhá. Nó có sự liên quan đến nhau nha các chị yêu ơi. Chia sẻ, ok chị Hương Đoàn ạ, chia sẻ 17 lần, 17 nhóm nhá. Đen như chó chưa phải nha, đấy, nó có liên quan tới con người và chó và nó liên quan đến cái chữ văng tục. Sủa như chó chưa phải ạ, đây ạ. Nhanh các chị yêu ơi, nhanh các chị yêu ơi. Chửi như chó chưa phải ạ. Người chửi chó chưa đúng. Nhanh ạ, trời ơi cái câu này đáp án dễ cực kỳ luôn. Siêu dễ là đằng khác nha các chị yêu nha. Siêu dễ ạ. Siêu dễ nhỉ. Đây các chị yêu ơi. Có zoom ngắn không? Em không có zoom chị ơi. Em hôm nay có quần váy này, có quần giả váy, có quần short. Hôm nay sẽ đi rất nhiều quần giả váy và quần short nha các chị yêu nhá. Đứng luôn đây cho mọi người xem luôn quần jean, áo phông nhà mình. Hôm nay em sẽ đi rất nhiều đồ jean. Đây nhé các chị yêu à. Chó. Người lời chó, người chó. Chưa đúng nha các tình yêu ơi. Đoán nhanh cho em này. Chó. Có cái kính của em đâu ấy nhỉ. Sủa tiếng chó. Đố ốc chó, chưa phải nha các chị nhá. Trên này em đang thấy của chị Suka mà lúm này, chị Thùy Linh này, chị Huỳnh Thủy này. Đây ạ. Ok chị Thùy Chi. Hả? Đây nha. Tất. Hả? Óc chó nữa, người óc chó nữa cái chế. Em thấy Lê Minh Quân nhá, chị Đinh Thị Xuân ạ. À. Các tình yêu ơi, cái tranh này dễ mà. Nhà em chơi toàn chơi tranh dễ thôi. Cho đáp án luôn thì còn gì là vui nữa đúng không các chị? Đấy, đã bảo rồi, chơi nó phải đông người, các chị chọi thế nó mới vui chứ gì. Đã chơi là phải vui đúng không các chị? Và quan trọng là cái cảm giác chiến thắng rất nhiều người. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không phải đâu các chị ạ. Tranh này chơi vui lắm các chị yêu nha. Đây các chị đợi em một xíu. Chưa bút đâu. Gợi ý từ đầu là ra luôn. Tại vì cái ba chữ này nó có liên quan tới nhau nhá.
nó có liên quan tới nhau, cho nên là gợi ý một chữ là sẽ ra luôn cả ba. Ngu như trâu. Chó chửi bậy. Chưa phải ạ. À. Mắng mèo kèo chó này. Hoa tâm thảo, các chị yêu ơi, tích cực đoán, nhưng mà bên cạnh đấy nhớ là phải chia sẻ live stream nhá. Chưa không không chia sẻ live stream là không có quà đâu. Chia sẻ live stream 3 lần về trang cá nhân, chế độ công khai này, kết bạn và theo dõi Facebook Minh chế độ xem trước nha. Các chị yêu có những cái đáp án nghe thật là thú vị quá đi mất thôi. À, hi chưa phải, chưa phải ạ. Anh Thủy ơi, bỏ họ em cái ấm nước ra nhá. À, Thùy Linh này, Hà Nguyễn này, Cúc Hoàng này, Thơm Nguyễn này. Đầu giống chó chưa phải. Chị ơi. Em xin gợi ý nha, em xin gợi ý tiếp tục cho tất cả các chế yêu nha. Em xin gợi ý tiếp tục cho các chế yêu nha. Đây ạ. Các chế ơi, các chế ơi, các chế thấy thấy không ạ? Các chế ở thấy ở trên nhá, ở trên là con người đúng không ạ? Con người nó đang làm gì đây ạ? Con người nó đang làm gì đây ạ? Chia sẻ lên trang lên tường Đây cá đây đây đây, nhân. để em sẽ gợi ý nhá, để em sẽ gợi ý nhá. Người đây nhá, người đây ạ, người đây ạ. Đây là người nhá, người mà văng tục chửi bậy này, văng tục chửi bậy này. Đấy. Em sẽ có một câu nhá, một câu rất là hay, em sẽ đọc cho các chế nhá, để cho các chế sẽ comment nhá. Đây ạ. Đáp án nó sẽ nằm ở trên này nhá. Em sẽ đọc nguyên cái câu này lên cho các chế yêu biết nhá. Em sẽ đọc nguyên cái câu này lên để cho các chế nhá. Đây ạ. Đây nhá. Mở mồm nói tục cho nhiều, sau này sáng sủa, chiều sủa, khuya sủa. Được chưa ạ? Đấy. Đây nhá. Đầu mặt chó. Mở mồm nói tục cho nhiều, sau này sủa sáng, sủa chiều, sủa khuya. Mở mồm văng đây ạ. Mở mồm nói tục cho nhiều, sau này sủa sáng, sủa chiều, sủa khuya. Đấy, đấy là ý nghĩa của bức tranh là cái gì hả chị? Các tình Các yêu ơi, chị chia em. sẻ live stream về về trang cá nhân nha các chị nha, chứ không phải là trang của nhân. Chị hỏi trang của nhân là trang nào? Trang cá nhân. Trang cá nhân chị yêu ạ. Sủa như chó, nhanh 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 các chị yêu, em đọc cả một cái câu này lên rồi đấy, và trong cái câu này nó sẽ nói luôn lên được đáp án của chúng ta rồi đấy ạ. À. Được chưa ạ? Mở mồm nói tục cho nhiều, sau này sáng sủa, sáng sủa chiều, sủa khuya. Ba từ các chị yêu ơi, ba từ ạ, ba từ, ba từ ạ. Trời ơi, em đọc nguyên cả cái câu của nó ra ra luôn cả đáp án rồi đấy các chị. Chỉ có ba thôi, chỉ có ba từ thôi ạ. À. Ba từ nha các chị yêu ơi, ba từ nhá, ba từ, ba từ. Gần gần đúng rồi Phi Long Vũ, gần đúng rồi Phi Long Vũ nhá, gần đúng rồi, gần đúng rồi Phi Long Vũ. Thằng trộm chó. Cả ngày sủa đúng rồi, kiếp chó mà. Trời ơi, gần đúng rồi các chị yêu ơi, gần đúng rồi ạ. À. Đây nha các chế yêu, em đọc nguyên cả câu của nó rồi đấy các chị. Mở mồm nói tục cho nhiều, sau này sủa sáng, sủa chiều, sủa khuya, thì đó là cái gì? Mừng Nguyễn, ôi trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy Mừng Nguyễn. Sủa quả ngài, đúng rồi, nó gần, nó đúng là bị quả báo, đúng là bị quả báo, nhưng mà cái từ khác, cứ từ rộng ra một chút đi ạ. À. Rộng ra một chút thì nó là cái gì? Cái chị, đúng là bị quả báo, đúng là gieo nhân quả. À đấy 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 đấy, em đã bắt đầu thấy đáp án đúng rồi, em đã bắt đầu thấy rất 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 nhiều đáp án đúng rồi nhá. Em đã bắt đầu thấy rất nhiều đáp án đúng rồi ạ. À. Vâng. Vâng ạ. À. Người ta gọi là kiếp trước đúng không ạ? Đây là kiếp trước này, đây là kiếp sau này đúng không ạ? Kiếp trước, kiếp sau đúng không? Kiếp trước thì mở mồm nói tục cho nhiều này, kiếp sau này tức là sau này đấy ạ. À. Kiếp sau thì sủa sáng, sủa chiều, sủa khuya.
Đó, người ta gọi là luật nhân quả nha các chị yêu nhá. Luật nhân quả nha các chị nhá. Luật nhân quả. Luật nhân quả đúng rồi, luật nhân quả có rất là nhiều các đáp án đúng rồi nhá. Có rất nhiều đáp án đúng rồi ạ. Bức tranh thứ nhất em xin kết thúc ở đây nhá. Luật nhân quả là đáp án của bức tranh thứ nhất ạ. Và lát nữa em sẽ quét nhá, chị nào mà có đáp án nhanh nhất thì em sẽ gửi tặng phần quà cho chị đó nhá. Và phần quà chia sẻ nha các chế ơi, vẫn chưa dừng nha các chế nào chia sẻ được từ 15 nhóm trở lên, thành công nhá, chia sẻ thành công ở 15 nhóm trở lên thì hãy comment cho em đã chia sẻ bao nhiêu nhóm và số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Em sẽ tặng quà cho tất cả các chế yêu nha. Bức tranh rất liên quan mà có chế này bảo là không liên quan, cực kỳ liên quan. Ok nha. Các chế ơi chấm tốt cho em qua tranh để em sang tranh thứ hai nha. Chấm tốt cho em ạ. Qua tranh để sang tranh thứ hai ạ. Qua tranh để sang tranh thứ hai ạ. Nó gọi là nghĩa bóng chị Trương Tở Phương ạ. Qua tranh ạ, qua tranh nhá, qua tranh nhanh lên ạ. Nhanh 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 qua tranh nha, em sang tranh thứ hai này. Sang tranh thứ hai chơi với các chế nhá. Tại vì là có rất nhiều chế bị ẩn comment cho nên là chưa thể công bố ngay. Bây giờ công bố ngay mà những bạn mình nhìn thấy, còn những bạn mà bị ẩn comment ấy thì lại không có công bằng cho những bạn bị ẩn comment. Do vậy mà nhà mình thường kết thúc live mình sẽ quét live nhá. Quét live và tất cả những chế nào mà comment ở giờ nào nó sẽ hiện ra hết. Cho nên là các chế cứ comment thoải mái, không lo mình bị ẩn comment đâu nhá các chế yêu nhá. Bức tranh thứ hai ạ, đây ạ. Comment cho em nhá, comment cho em đáp án của bức tranh này ạ, bức tranh thứ hai nhá, phần quà thứ hai ạ, phần quà thứ hai, mini game thứ hai dành cho tất cả các chị yêu ạ, đây ạ, đây ạ, đây ạ, đây ạ. Đã chia sẻ 20 nhóm, ok chị Cúc Hoàng nhá, đã chia sẻ 20 nhóm chị ơi, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nha tất cả các chị yêu ơi. Tính trên máy chủ tại vì có những bạn là những bạn mà mới, những bạn mới thường thì sẽ bị ẩn comment. Nhà em đã thử rất là nhiều rồi, những bạn nào mà quen ấy mà hay tương tác với nhà em thì nó sẽ hiện lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì có rất là nhiều những bạn vừa mới vào thì các bạn thì sẽ bị ẩn comment thì không công bằng lắm cho những bạn vừa mới vào và vừa mới biết đến fan nhà em và chơi game với nhà em. Do vậy thường thì tất cả các chị yêu đấy, nhà em quét tất cả like nào xong nhà em sẽ quét và công bố rất là minh bạch ở trên tường, nên các chị yên yên tâm là rất là minh bạch. Ma lực đồng tiền, tham thì thâm. Cày tiền nhanh 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 nhanh, tiền rơi xuống hố. Em sẽ quét nha, em sẽ quét tất cả những bạn nào chia sẻ được nhiều hay ít, các chế chia sẻ nhiều chia sẻ ít em đều biết hết, nhưng chia sẻ thành công nhá. Chia sẻ thành công nha các chị yêu nhá. Bởi vì có những bạn mà bấm vào chữ chia sẻ, sau đó các bạn bấm đăng 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 ấy, nhưng trên thực tế thì nó không đăng được hết tất cả các đặc đấy nhóm, cho nên là không thể nào gọi là chia sẻ thành công được các chế yêu nhá. Đó. Chôn tiền chưa phải, chạy tiền chưa phải ạ. À. Mang tiền xuống hố chưa đúng ạ, à. Chạy theo đồng tiền. Nhanh 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 các chế yêu ơi. Nhanh 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 nhanh. Comment cho em đáp án ạ, comment cho em đáp án ạ. Ok Trần Hala này. Nhanh 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 comment cho em đáp án của bức tranh này nha, comment cho em đáp án của bức tranh này nha. Ok Thùy Chi này, đã nhìn thấy Thùy Chi này, chia sẻ vào 20 nhóm 5 lần trên tường cá nhân này. Đã thấy số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây ạ. Hãy comment cho em đáp án nào, đáp án của bức tranh này nha, đáp án của bức tranh này ạ. Đáp án của bức tranh này ạ. Đây ạ, à, đây ạ. À. Comment cho em đáp án của bức tranh này nha, comment cho em đáp án của bức tranh này ạ, à. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh ạ. À. Nhanh 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 nhanh, bức tranh thứ hai rồi, bức tranh thứ hai rồi ạ, à. Bức tranh thứ hai rồi ạ. À. Bức tranh thứ hai ạ, à. Bức tranh thứ hai ạ. À. Đây ạ. À. Comment cho em nào, tiền làm mờ mắt chưa phải ạ, à. Sống để bụng chết mang theo. Đây 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 đây. Mở mắt vì tiền. Của thiên trả địa. Gợi ý đi, ok. À, một lát nó sẽ gợi ý. Huỳnh Thùy chia sẻ 20 nhóm này. Ok nhá, tất cả những bạn nào comment đủ chia sẻ 20 nhóm nhà mình sẽ check hết nhá. Nhà mình sẽ check tất cả các bạn đã chia sẻ thành công được bao nhiêu nhóm nhá. Cần thiết mình sẽ chụp ảnh lên, các bạn có bấm vào chia sẻ 20 nhóm nó có thành công hay không nó sẽ báo hết các chị yêu nhá. Nên là các chị yêu yên tâm rằng là rất công bằng.
cực kỳ công bằng nha các chị yêu nhé. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Đây nha, đây nha, đây nha các chị yêu ơi. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Tiền nào của đấy chưa phải ạ. Đây ạ, đây ạ, đây ạ, đây ạ. Có rất nhiều những đáp án, có rất nhiều những đáp án gần gần và tương tự, gần giống rồi nha các chị yêu ơi. Đây ạ. Của đi thay người chưa phải nha. Đây ạ, đây ạ, đây ạ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn à? Mức thước theo sau. Có, em nhìn thấy có rất nhiều chị đã có đáp án nhá, có rất nhiều chị đã có đáp án. Không sợ chết. Có ba từ nhá, có ba từ ạ, có ba từ nha các chị yêu ơi, có ba từ ạ. Có ba từ, có ba từ, có ba từ ạ. À, hoa 54 cân phải cao 1m6 trở lên, ok. Dưới 1m6 không mặc được đâu. À, áo đấy thì được, thoải mái, áo thun có tông mà mặc ok. Đó, 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 có rất nhiều đáp án đúng rồi nhá, có rất nhiều đáp án đúng rồi nhá các chị yêu ơi, có rất nhiều đáp án đúng rồi, em đã nhìn thấy rất nhiều đáp án đúng rồi ạ. Mọi người hãy chú ý quan sát tranh nhá. Mọi người hãy chú ý quan sát tranh của em nhá, chú ý quan sát tranh. Có đáp án đúng rồi nhá tất cả các chị yêu ơi. Có đáp án đúng rồi ạ, có đáp án đúng rồi ạ. Đúng rồi, người ta nhá. Đây này, cái hố này. Đồng tiền này đúng không? Tiền này người, người chạy theo tiền này. Chạy theo một lúc nữa thì nó rơi xuống đây đúng không? Người ta gọi là, người ta gọi là người ta gọi là chết vì tiền. Chết vì tiền nha các chế yêu ơi, chết vì tiền ạ, chết vì tiền nha, chết vì tiền. Ma lực của đồng tiền đấy, nó cũng giống như đáp án ma lực của đồng tiền, người ta gọi là chết vì tiền đó. Chết vì tiền là đáp án nha các chế yêu ơi, có rất nhiều bạn đã comment đáp án đúng ạ, có rất nhiều bạn đã comment đáp án đúng, và bạn nào là bạn nhanh nhất. Chết vì tiền, đáp án là chết vì tiền. Chết vì tiền, cứ chạy theo đồng tiền thì chết lúc nào không biết đúng không? Người ta gọi là chết vì tiền. Chết vì tiền, chết vì tiền. Em sẽ quét xem bạn nào sẽ có đáp án đúng và nhanh nhất nha. Ok, tất cả các chế yêu. Phần đầu tiên là phần mini game của shop nhà em. Thì em xin thông báo chính thức đến đây là chúng ta sẽ tạm dừng phần mini game trong ngày hôm nay ạ. Trong ngày hôm nay nha. Hai mini game mà hai mini game sẽ có hai bạn nha. Hai bạn nhận được quà phần mini game và ba bạn sẽ nhận được quà phần chia sẻ nhá. Bạn nào cứ chia sẻ thành công ở 20 nhóm trở lên ạ. 15 20 nhóm trở lên chia sẻ thành công nha, em sẽ có một list danh sách các bạn nhận quà nha. Hai bạn ở phần game và ba bạn ở phần chia sẻ cho các chị yêu nha, được chưa? Hai bạn và ba bạn, đúng rồi, bạn nào mà có đáp án nhanh nhất nha thì em xin thông báo rằng là, vâng, em xin thông báo rằng là bạn đó sẽ nhận được quà. Một lát nữa các bạn hãy quay lại trang cá nhân của mình nhá. Trang cá nhân của mình sẽ thông báo bạn mà sẽ có đáp án nhanh nhất và chính xác nhất nha. Rồi, bây giờ đến sang đến phần thứ hai của nhà em, đó là phần giới thiệu về sản phẩm. Các sản phẩm mà ngày hôm nay nhà em sẽ giới thiệu nó sẽ liên quan đến rất nhiều các đồ jean nhá. Nhà em sẽ có quần short ạ, quần short ạ, quần giả váy, quần short, quần giả váy, quần chín tấc nhá, quần chín tấc, áo phông và váy. Đầu tiên nha, một chiếc duy nhất nha, một chiếc duy nhất nha các chị yêu ơi, một chiếc duy nhất nha, mở bán cho tất cả các chị yêu, một chiếc duy nhất màu rêu. Cho các chị nào từ 50 cân đổ lại nha, 50 cân đổ lại ạ, là chiếc váy màu rêu em đang mặc nha. Mã đầu tiên nha và chỉ có một chiếc duy nhất thôi nha. Em sẽ bán cho tất cả các chị yêu với giá cực cực kỳ là ưu đãi, với giá là 100. Năm mới. Em sẽ bán chiếc giá váy này ưu đãi cho tất cả các chị yêu với giá cực kỳ ưu đãi cho tất cả chị yêu nhá, với giá là 130k nha. 130k em chỉ có một chiếc thôi nhá, một chiếc màu gạch và một chiếc màu rêu, 130k nha. Chị nào lấy 130k comment cho em nhá.
Chị nào lấy thì hãy comment cho em 130 nhá, 130k cộng số điện thoại nhá. Em có một chiếc màu rêu và một chiếc màu gạch cho nhá, có đúng hai chiếc nhá các chị nhá. Kiểu em mặc nhá, đúng 130k, 130k chiếc váy em đang mặc quá xinh luôn. Quá xinh luôn ạ, à, cho các chị nào từ 50 cân đổ lại nhá. Comment cho em 133 kèm số điện thoại nhá. 133, 130 ạ. 130 kèm số điện thoại nhá chị yêu nhá. 130 kèm số điện thoại ạ, à. Nó còn một cái màu gạch đâu ấy. Thảo. Màu gạch. Có hai cái đúng không? 130 nhá, 130 kèm số điện thoại nhá, 130 kèm số điện thoại nhá, đúng rồi ạ. 130 kèm số điện thoại nha chị yêu ơi, chị nào lấy váy em đang mặc nha, 50 cân đổ lại nha các chị nha, 50 cân đổ lại, xoắn eo rất là xinh luôn. 130k kèm số điện thoại, có đúng một chiếc màu rêu và một chiếc màu gạch nha, đúng một chiếc màu rêu và một chiếc màu gạch nha các chị yêu nha. 130k, 50 cân đổ lại, 50 cân đổ lại ạ. Chân váy đằng sau ạ, chân váy đằng sau là hàng cao cấp hơn, 170k một chân váy nhá. 170k một chân váy có 4 màu nha các chị nhá, có 4 màu ạ, 4 màu nhá. Quần giả váy đi chế ok luôn, chúng ta sẽ đi sang đầu tiên sẽ là quần giả váy nhá. Áo bao nhiêu chị ơi? Áo áo cốt tông nhá. Áo phông cốt tông theo hoa nhá. Là 100 à là 99 ạ. 99 nhá. Có chị ơi, em sẽ post nguyên cả một cái bảng em quét ra cơ. Áo bao nhiêu một cái chị ơi? Áo này. Áo là 99 nhá, 99 ạ. Áo hoa là 150 nhá. Áo hoa là 150 ạ. Áo hoa là 150 nhá, 99 nhá. Ok Cẩm Nhung ạ, chị có áo phông cho người 70kg không? 70kg hôm sau nhá, hôm sau về nhá, hôm sau các chị yêu. Đây nhá. Có hai chiếc nhá, có hai chiếc ạ. Một chiếc màu gạch, một chiếc màu rêu như em đang mặc nhá. Một chiếc màu gạch, một chiếc màu rêu nhá. 130 nhá, 130 chỉ có hai chiếc nhá. Có đúng hai chiếc nhá. Cho em coi đi, Thanh Thúy. Thanh Thúy muốn coi cái chị nói em. 130 nhá, 130 nhá. Áo ok em, áo đây, áo đây. À có cả màu đen à? Vậy là có 3 cái 3 màu ạ. À. 3 cái 3 màu nhá, 3 chiếc 3 màu nhá, 130 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Mã đầu tiên nhá, tri ân cho tất cả các chị nhá. 130k kèm màu kèm số điện thoại ạ. Đây Thanh Thủy, áo cho bạn ấy xem áo. Đây, shop bò quần giả váy đen. Quần giả váy nhá các chị yêu nhá. Size 26, 27, 28 ạ. Cho em chiều cao cân nặng em sẽ lấy size cho các tình yêu nhá. Quần giả váy nhá các chế ơi, áo phông đi ạ. Đó, áo phông bảng màu bên em nhà em còn này. Set canh đang mặc 300 nhá chị Hoàng Thu Hoa ơi. À, Trần Diệu Linh ơi, chết vì tiền. Em ở 267 Hoàng Hoa Thám Hà Nội nhá. Đây nhá, áo phông nhá, 99k một em áo phông ạ, 99k một em áo phông nhá. Quần giả váy nhá, tất cả các chế yêu nhá. 120.000 ạ, 120.000 quần giả váy nhá. Mua 3 chiếc ạ, mua 3 chiếc sẽ còn 99k một chiếc nhá. Nhá, các chế yêu ơi, bao nhiêu? À, Đông ơi, shop bò. Quần sóc nhá, quần sóc sẽ có giá là 85k nhá. 56 cân 1m68 vừa váy không? 56 cân 1m68, 56 cân, 56 cân không vừa đâu em ơi. Chị 1m68 cơ mà, 1m7 rồi nhỉ. Ừ. 56 cân. Thanh Thủy, em một cái treo ở trên tường. Em lấy màu gì? Thanh Thủy ơi, áo phông thì comment cho chị áo nhá, áo kèm màu kèm số điện thoại nhá em nhá. Áo kèm màu kèm số điện thoại nhá. Ok, tất cả các chế yêu nhá. 99k màu đỏ, ok là chốt cho bạn Nguyễn Thị Thắm này. 99k màu đỏ nhá, dơ màu lên cho các chị, cho các bạn. 99k màu đỏ chốt cho chị Nguyễn Thị Thắm một cái này, có đúng hai chiếc màu đỏ đấy. Bảng màu như các tình yêu ơi, màu nâu tây, màu đỏ, màu hồng, màu xám, màu trắng. À còn một cái màu trắng nhá, shop. Một cái màu trắng đây nhá các tình yêu ơi. Đó, 99k chỉ có 99k thôi nhá các chị nhá. Bao chất đẹp cho tất cả các chị yêu nhá. 99k một áo hàng Quảng Châu nhá. Mặc được hai kiểu nhá các tình yêu ơi, một là cổ thuyền này, điệu điệu một tí thì mặc bè vai nhá. Áo màu lâu, Thanh Thủy ơi, số điện thoại. Các chị ơi, chốt hàng phải có số điện thoại nhá. Áo này, áo 99 cộng màu cộng số điện thoại cho em nha. Áo 99 cộng màu cộng số điện thoại nhá. Giấy viết luôn ở trên giấy đây chị này. Áo 99 cộng màu cộng số điện thoại này. Nâu, tây, đỏ, hồng này, xám này, trắng này. 99k một em nhá, 99k một em ạ. Chỉ có 99 thôi. Nhanh, các chế yêu ạ.
Để em qua mẫu cho chị Miêu này. Xong chưa các chị ơi, cho đi để em qua mẫu em lấy em mặc cái áo khác cho mà xem này. Thanh Thủy, em thấy số của Thanh Thủy rồi nhá. À, áo phông bao nhiêu cân vừa? Áo này khoảng 50 56 57. 56 57 cân đổ lại ạ. 56 57 cân đổ lại với cả nó còn tùy thuộc vào chiều cao của các chị nữa nhá các chị nhá. Cho nên là các tình yêu ơi, cứ cho em chiều cao cân nặng đi, em sẽ tư vấn lấy mẫu chuẩn đét cho các chị. Ok chưa ạ? Đó, rất là nhiều màu, toàn những màu tươi trẻ của mùa hè nha các chị nhá. Đi biển này mặc thoải mái luôn này, đẹp dịu dàng mà không chòe lóe nhá, màu đỏ này. Cúc Hoàng, chị Cúc Hoàng có kết quả thông báo gì? Ok ok ạ. Áo áo 99, áo 99 nhá các chị yêu ơi. Ok nhá, em qua mẫu nhá. Em mặc áo khác, mặc áo khác cho các chị nhá. Áo khác, áo khác này. Áo Thái Lan nữa tình yêu ơi, Thái Lan đất nước của những chiếc áo phông nhá. Đất nước của những chiếc áo phông. Áo Thái Lan nữa, mặc siêu mát, siêu mềm, siêu mượt. À, có chân váy qua gối, body công sở. Có chị ơi. Có chứ chị Lan Mi ơi. Thanh Thủy cho em một cái quần giả váy chị đang mặc. Ok Thanh Thủy này, quần giả váy đang mặc nha em yêu ơi. Cho em mặc size gì có SML tương ứng 26, 27, 28 nha em nhá. Đó, cứ cho chiều cao cân nặng đi thì sẽ lấy được size nhá. Ok chưa ạ? Quần giả váy nha các chị ơi. Áo Thái Lan nha các chị nhá. Áo Thái Lan nhá các chị nhá, thêu ạ. Áo Thái Lan thêu nhá. Thêu chuẩn đét căng chuẩn luôn. Thêu xịn luôn nhá các chị nhá, chất vải mềm mượt sờ rất là mướt nhá, mặc cảm giác mát nhá, cotton lạnh ấy các chị, mặc mát luôn. Đó. Cho em xem với Lan Mi chân váy công sở. Ok, chân váy công sở đây em yêu ơi, đợi một xíu này. Xoắn lê. À em có thấy chị xoắn lê hay là xoăn lê gì đó. Chị yêu em có thấy chị nhá, chị quan tâm đến sản phẩm gì thì để em tư vấn cho chị yêu này. Đợi một xíu ý, chị mặc cho nhá Lan. Đây chị giờ luôn cho này Lan Mi ơi này. Đây. Chân váy công sở. Công sở. Quần giả váy nhá các chị yêu ơi, quần giả váy. Quay trở lại với cái tiết mục quần giả váy. Có mấy màu chị xoắn lê ơi, áo em đang mặc thì có rất là nhiều màu nha các chị yêu nhá. Mẫu áo em đang mặc là áo thêu Thái Lan này. Có rất là nhiều màu này, cam này. Đây là màu gì đây? Màu này gọi là màu vàng bò. Đây. Chị Cúc Hoàng này đi chim cho số điện thoại. Giá sỉ các tình yêu ơi, người đẹp nào thích sỉ thì inbox cho em nhá. Chăm sóc tận nơi luôn. Size L ok Thanh Thủy nhá. Hello anh Nguyễn, có cỡ to không? Chị Huệ Nguyễn ơi, chị hỏi cái gì có cỡ to không? Đây áo em đang mặc đây nha các chị nhá. Ôi mặc áo này mát thế. Mát mẻ trẻ khỏe này các chị ơi, màu đỏ nhá, màu vàng này. Vàng. Đấy, màu này là màu nâu bò. Nâu bò này, xám nhá các chị ơi, xám này, đen này. Đen này, xanh ạ. Xanh. Đó. Toàn những màu tươi trẻ của mùa hè thôi các chị yêu ạ. Đấy, các chị lấy màu gì thì ới cho em nhé. Áo Thái Lan là sẽ có giá là 130 nha các tình yêu nhé. 130 mua từ 2 chiếc là còn 120 nha các chị nhé. Chị 48kg, chị Xoắn Lê ơi, chị 48kg là chị sẽ mặc vừa tất cả các mẫu đồ nhà em. Chi chành cái gì chị mặc được hết. Em mặc được cái gì là chị mặc được cái đấy. Mày treo trên tường size S nha, size S ạ. Size S ạ. 99k nhá. Thanh Thủy. Đen, Thanh Thủy lấy áo đen. Áo cò đen. À size XL áo đang mặc. Chị Huệ Nguyễn ơi, chị bao nhiêu ký? Chị yêu ơi, chị cứ cho 60 em 60kg cơ, hơn 60kg. Chị yêu ơi, hôm sau mới về size to. Cái này hơn 60kg không mặc được đâu, 60 cân đổ lại thôi chị ạ.
À, thực ra là cái 60 kg thì nó mặc vừa nhưng mà sao ạ, nó bó xít vào người ấy, cho nên là mình sẽ dễ bị lộ bụng chị yêu ạ. Cho nên là chị đợi em khoảng 1-2 hôm nữa thì hàng áo form to hơn một xíu nó về thì chị mặc, nó sẽ ôm 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 vừa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé chị nhá. Còn cái áo này thì chị mặc nó sẽ bị bó quá. Áo phông Thái Lan là 130 nhá các chị nhá, 130 mua 2 chiếc còn 120 thôi. À, chị mặc chân váy em xem. Ok em yêu, đợi một xíu mặc luôn nha. Chân váy công sở nhá. Công sở, công sở. 55 kg, 55 kg mặc vừa áo nhá chị nhá, 55 kg mặc vừa áo phông luôn nhá các chị nhá. Chân váy nhiêu? Chị Trâm Thủy, chị Trâm Huỳnh ơi, chị hỏi chân váy bò em đang mặc nhá các chị nhá. Chân váy Quần giả bò. đây 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 không phải là chân váy mà đây gọi là quần giả váy nhá các chị ơi. Quần giả váy các chị nhìn thì giống là váy nhưng mà đấy các chị yêu ơi, không may mà gió nó phần phật lên là các chị đây này có một cái quần các chị không sợ lộ hàng này, hoặc là ngồi bắt chân bắt chiếc hoặc là ngồi ngồi xổm thoải mái nhá các chị nhá, không sợ lộ hàng bởi vì ở trong nó là quần. Ở ngoài nhìn nó tưởng là váy thôi nhưng ở trong nó là quần, giá vô cùng hạt rẻ 120 nhá các chị nhá. Mua từ 3 chiếc còn giá 99k thôi mà nhảy lên mốc 5 chiếc nó lại một giá khác nhá các chị nhá. Đó, các tình yêu ơi cứ thoải mái mua sắm tuyệt bô đi, mua càng nhiều càng rẻ. Có các size SML các chị ạ. Công sở ạ, công sở đây em đang mặc nhá. Chân váy đây nhá chị nhá, chân váy bút chì nhá, xẻ sau ạ, xẻ sau nhá, chân váy bút chì. Xẻ sau. Chân váy em đang mặc là free size nhá Huỳnh Thùy ơi. À quên, em lấy màu cam đất con cò. Ok Huỳnh Thùy nhá. Huỳnh Thùy không giấu, hình như hôm qua pin 4 cái ấy vẫn còn đúng bốn cái không? quần kia kìa. Em yêu ơi, Huỳnh Thùy Chị ơi. Trâm Huỳnh ơi, chị Trâm Huỳnh ơi, chân váy đằng sau là 170 chị nhá, chân váy đằng sau 170 này, chân váy ôm em đang mặc là 150 nhá chị nhá, 150k chân váy ôm đang mặc này, 150 nhá. 150 chân váy canh đang mặc nhá. Có váy ren không chị? Có Mỹ Hà ơi, có đủ hết nha, nhưng các chị cứ từ từ hộ em nha. Đây ạ, à, công sở nha, dòng công sở chân váy nhá. Dòng chân phở chân công sở chân váy có chân váy ôm em đang mặc này, chân váy ôm em đang mặc nhá. Ôm ạ, à, free size nha các chị nhá, chân váy em đang mặc free size ạ. Cho các chị khoảng từ 50 52 52 53 cân đổ lại nhá. 52 53 cân đổ lại nha các chị nhá, 52 53 cân đổ lại. Chân váy này có size SML nha các chị nhá, SML có 4 màu nhá. SML có 4 màu nhá chị nhá. 170k một chân váy nhá. Huỳnh Thủy ơi, check inbox nha em yêu ơi. 170k một chân váy nhá. Đây ạ, à, có màu vàng bò này, màu lâu sô cô la này và màu xanh nhá. Có 3 size SML nha các chị nhá. Chân váy 170k một chân váy nhá. Có 4 màu đấy ạ, à, có 4 màu nhá. Đen xanh sô màu nâu sô cô la này với lại màu vàng bò nhá. Ok, chân váy công sở đấy ạ, à, 150 nhá. À 170, 150 chân váy ôm em đang mặc này, 150 chân váy ôm em đang mặc nhá. 150 ạ. À. Được chưa? Ok, rất là tình yêu nhá. À, quần váy nhá, quần váy ạ. Này, mã áo Thái Lan em vẫn còn mấy trái này. Mã áo Thái Lan em bán nốt cho các chị yêu ơi, em còn có mấy chiếc thôi, còn đen, hồng, mã áo Thái Lan em còn mấy cái này. Còn đen, hồng, vàng nhá, còn đúng 3 màu nhá, còn đúng 3 màu nha các chị yêu ơi, còn 3 màu. Còn 3 màu đen, hồng, vàng ạ, à. Đen, hồng, vàng nhá. Chị mặc chân váy chị. Chị ơi, chân váy chị đang mặc em vừa không? Nơi con tìm kiếm tìm về em bao nhiêu cân nhỉ? Con tìm về như có 48 cân, 45 cân. 48 hoặc 45 cân, 48 cân mà 45 cân thì mặc ok nhá. Mặc váy xếp ly thử đi chị xem. Ok chị Hà Kiều ạ. Có khóa kéo có chứ ạ? Chân váy phải có khóa kéo thì nó mới mặc được chứ chị. 55 cân 1m63 mặc được, nơi con tìm vừa tìm về nhá. Vàng bao nhiêu? Chị ơi, vàng bao nhiêu? Cái gì vàng? Áo vàng hay áo nhá, áo đính hoa. Đây này các chị yêu sale ơi. Sale lốt nhá, còn có 3 cái thôi, sale lốt 120 nhá, 120 ạ. À. Em còn có 3 chiếc thôi, 120 nhá các chị nhé, mặc là màu vàng nhá, có hồng, có vàng, có đen. Có hồng vàng đen còn đúng 3 chiếc nhá. Nơi con tim tìm về ơi, em mặc vừa nhá. Hồng vàng đen nhá các tình yêu nhá. Đây ạ. À. Chất các chị ơi, hàng Thái Lan nhá, chị khỏi nghĩ. Bởi vì từ trước đến giờ nó vẫn nổi tiếng về là áo phông đúng không các chị? Đấy. Hàng Thái Lan thì bao giờ cái chất vải nó cũng sẽ mềm hơn, mướt hơn, mượt hơn nha các chị nhá. Và các cụ cũng nói rồi, tiền nào thì của nấy các chị ạ. Đó. Đây, áo áo này đợt trước em bán là đắt hơn đấy, nhưng bây giờ em còn có 3 chiếc thôi, nhưng thôi em giảm giá luôn cho các chị để các chị hốt nốt đi cho em này. Đấy. Bán giá hữu nghị luôn. 120 nha các chị yêu, mà cái này này không phải là
Hoa ấy đâu nhá, hoa hoa đính nổi này, kim sa này. Đấy các chị nhìn thấy chưa? Đẹp lung linh luôn. Chốt cho em chân mày đang mà ship cùng hai bộ hè hôm em đặt luôn. Ok người đẹp. Chị Lê mến ơi, áo hoa thái màu vàng và màu hồng. Nơi con tim tìm về à? Nơi con tim tìm Hai về. bộ cho em đặt là bộ gì? Fila nó chưa về hàng đâu nha, nếu mà là Fila. Ok, nơi con tim tìm về địa chỉ chị có rồi, nhưng mà em yêu ơi, cái bộ em đặt đó là có phải là bộ Fila không? Bộ Fila thì nó đang cháy hàng nhá, chị đang đặt nhá, cho nên là hàng nó Chưa chưa có hàng. có. Áo đầm tay lỡ màu, chị Nhật Lệ ơi, Đầm áo đầm tay đầm lỡ Fila màu 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 bao màu nhiêu cân chị ạ? màu gì kia, màu màu rêu à, 54 cân, cao 1m56 vừa không? Đây 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 đây, chị Lê mến ơi, áo thái màu vàng màu hồng nhá, em còn hai chiếc áo hoa đính màu vàng màu hồng, còn hai chiếc này Đúng chị em. chốt. À còn đúng là còn hai cái màu đấy, còn một chiếc màu đen nữa thì chị lấy thì cho em số điện thoại nhé. Em tiếp theo em các chị hết sức bình tĩnh, em sẽ lần lượt em sẽ phục vụ hết tất cả các chị. Lan Mi chân váy công sở có một màu đen, chân váy ôm công sở thì có một màu đen, còn chân váy xếp ly xòe công sở thì có bốn màu. Ok nha chị Lan Mi, em đang mặc cái đấy. 54 cân, cao 1m56, có vừa mã váy đầu tiên không? Mã váy này nó hơi nhỏ. Cái mã váy đấy đầu tiên form nó hơi nhỏ, cho nên là chị Nhật Lệ cái đấy chị không mặc vừa rồi. Cái đấy thì 50 cân đổ lại thôi Hello Hà Nguyễn, chị Hà Nguyễn. Nơi con tim tìm về đặt hai bộ Fila. Fila hết hàng em yêu ơi, lấy bộ khác đi. Đợi cái hàng này nó lâu lắm. Chân váy xếp ly đây nha các chị yêu ơi, chân váy xếp ly 170k một chân váy nhá. 170k một chân váy ạ, có xanh đen ạ. Xanh đen lâu sô cô la và vàng bò nhá các chị yêu nhá. Chị nào lấy chân váy xếp ly thì comment cho em chân váy xếp ly có size S, M và L nhá. Có size S, M và L nha các chị nhá. Đây ạ, chân váy xếp ly thì lên giá cực kỳ đẹp, cực kỳ chuẩn luôn nhá. Váy màu xanh à, váy xanh có màu khác không? Có bốn màu chị ơi, có bốn màu nhá. 43 cân mặc size S nhá Hà Kiều ơi, 43 cân mặc size S, 56 cân mặc sang size L nhá. 56 cân mặc sang size L nha các chị nhá. Có 3 size S ML nha, có 3 size S ML nha các chị yêu nhá. 170k một chân váy ạ. 170k một chân váy nha, có màu xanh như em mang mặc này, màu đen ạ, màu vàng bò nhá, màu vàng bò ạ. Đúng rồi, 170k chân váy dập ly nhá, màu lâu sô cô la này, màu lâu sô cô la nhá, đây ạ. 170k một chân nhá, 170k một chân nha các chị yêu nhá. 1 2 3 4 màu đây ạ, đủ 4 màu rồi đấy. Đủ 4 màu nha các chị yêu ơi, chân váy dập ly này cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp luôn đây. Đó. Đây nhá. Đây ạ. Màu màu này màu nâu nhá, màu nâu này, màu nâu nhá, màu vàng bò này, màu nâu này, màu vàng bò nhá, màu xanh nhá và màu đen nhá các chị nhá, có đủ size S ML nhá. Các chị lấy chân váy dập ly thì comment cho em chân váy dập ly kèm size kèm số điện thoại nhá. Xanh xếp ly size S Hà Kiều ơi, số điện thoại. Đây nhá. Comment luôn cho em nào, comment luôn cho em nè. Chị nào lấy size gì thì comment luôn cho em nhá. Comment. 44 cân. 44 cân mặc mặc xanh size S thôi. và vàng Đây đây. bò. 44 cân thì mặc màu gì lên, mặc một là vàng bò, hai là xanh nhá. 44 cân thì đừng có mặc mà màu đen làm gì, cho nó bé xiu xiu ra. Ok đây ạ. Vàng bò nhá, vàng bò này. Lâu sô cô la này. Ok Hà Kiều đã giấy số nhá, màu nâu ạ, màu xanh nhá, màu đen ạ. 170k một chân váy rồi các chị yêu nhá. 170k một chân váy thôi ạ. Khi mua chân váy kèm áo sơ mi nhá, áo sơ mi là 150 một chiếc ạ. Mua cả set thì sẽ là 300 một set nhá. Size S ok Hiệu Lê. Chị Hậu Lê màu gì? Chị Hậu Lê ơi lấy màu nhá, lấy màu. 54 cân mặc size gì? 54 cân. Chị cao bao nhiêu chị ơi? Nếu như chị cao 1m6 thì chị mặc size M, còn chị cao thấp hơn 1m6 thì chị mặc size L nhá. 54 cân ạ. Đó. À đây nha các chị yêu ơi, comment luôn ạ, cho em nha, màu ạ, màu kèm size nha, màu kèm size, chân váy dập ly nha, kèm màu kèm size nha các chị nha. Mua cả một set em đang mặc này, màu đen, chị Hậu Lê lấy màu đen. Chị Hậu Lê ơi, thứ nhất là lấy màu đen size S. Chị phải cho em số điện thoại. Ok, 1m53, 40, đúng rồi, chị mặc size S thôi. Chị Hậu Lê ơi, số điện thoại nha. Cao 1m50, mặc được không? Mặc được, tại sao không được ạ? Nó sẽ dài nó dài thôi. Em lấy nguyên set chị đang mặc luôn nhé. Ok Hà Kiều này, 300 một set nhá, 300 một set nhá. 300 một set em đang mặc. Có áo hoa nhá, áo hoa thì có màu xanh này, màu canh đang mặc này với màu rêu nữa nhá. Có size XL không? Em không có size XL. Ok chị Hậu Lê nhá, em thấy số điện thoại rồi ạ. Cả quần áo chị ơi, size XL em không có, em có size L là size to nhất thôi.
Đây nha các chị yêu nha. Chị Tuyết Linh Nông ơi, chị bao nhiêu cân thì chị cho em đi thì em sẽ biết là chị cái size L đấy chị mặc được không. Đây. Lên lên set cực kỳ đẹp nha các chị nha, lên set cực kỳ đẹp bởi vì cái hàng này nó lên form rất là chuẩn nha các chị nhá. Các chị hàng, yêu vui lòng check size, vui lòng inbox địa chỉ nha các chị ơi, vui lòng. Các chị ơi, tất cả những chị nào có pin thì các chị inbox địa chỉ cho em nha các chị nhá, để số điện thoại nha các chị, vui lòng inbox địa chỉ cho em nha các chị nhá. Em sẽ mặc lên, em sẽ mặc cả màu khác lên nhá. 1m65, 54 cân, chị mặc size M thôi chị Nguyễn Ngọc nhá. Chị mặc size M thôi ạ. Chị mặc size M thôi nhá, mặc được. Chị mặc size M thôi chị yêu ạ. Ok tất cả chị yêu nhá, 4 màu nhá. Bạn ý sẽ mặc màu vàng bò lên cho tất cả các chị yêu nhá. Mặc màu vàng bò lên cho các chị yêu ạ. Có sơ mi không? Có sơ mi chị Hậu Lê ơi, đợi em một xíu em sẽ mặc tiếp sơ mi lên cho các chị nhá. Các chị to, các chị nhỏ em đều có hết nhá các chị nhá. Em sẽ mặc tiếp sơ mi lên cho các chị yêu nhá. Váy đang mặc bao nhiêu? Chị Trương Thiết ơi, 170 ạ, 170k một em nhá, 170k một em ạ. Shop 70k có sai không? Em không có sai chị yêu ơi. Lấy một chân váy màu xanh, chị Nguyễn Ngọc. Ok chị Nguyễn Ngọc nhá, lấy một chân váy màu xanh, chị cao 1m60 nặng là 65 nặng 54 kg. Ok chị yêu ạ, 44 kg cao 1m50 màu xanh size S nhá, Hiệp Hưng. Chốt cho Hiệp Hưng với lại. Áo hoa bao nhiêu? Áo hoa mua lẻ một chiếc là 150 nhá chị nhá. 150 một áo hoa có 4 màu nhá chị nhá. Có 4 màu nhá. 1 2 3 này. Tại sao cái dây áo hoa mà mình tìm mãi cái áo hoa giống con canh mặc mà nó không thấy đâu luôn? Hết rồi đó. Còn mỗi một chiếc canh mặc à? Vâng. Cái đấy chị lấy mấy cái không? Lấy luôn ra. Chứ tao không hỏi cứ đi tìm. Chị mặc màu vàng đi. Ok, đây đây Hiệp Vương ơi, bạn ấy mặc màu vàng đây ạ. Chân váy vàng bò, chị Nguyễn Ngọc. Chị Nguyễn Ngọc lấy màu xanh size gì nha? À, chị 54 cân, cao 1m65. Chân váy đen bao nhiêu? Chị ơi, chân váy đen 170 nha, 170 ạ. Chân váy, chị ơi, chân váy 170k một chiếc nha. Cả một set gồm có áo hoa và chân váy là 300 nha các chị nhá. Là 300 nhá. Áo này có áo màu rêu nhá. Có áo hoa màu rêu này, có áo hoa nhí nhá. Hoa nhí và có áo giống như canh đang mặc nữa này. Áo hoa đấy ạ. Áo hoa 1, 2, 3 với áo em đang mặc nữa 4 nhá. 4, 4, 4, 4 áo hoa nhá. Đây ạ, các chị yêu nhá. Đây ạ. Đây, đây. Đây nhá. Đây. Đây nhá. 150k một áo nhá. Mua cả set là còn 300 nhá các chị nhá. 170k chân váy nhá. 170k chân váy ạ. Đây, đây màu vàng bò đây chị yêu ơi. Màu vàng bò màu đây vàng ạ. Bò đấy nhá các tình yêu nhá. Mà các tình yêu mà nhỏ nhỏ ấy, mà thích áo ren điệu đà ấy. Thì đây ạ, à, áo ren điệu đà nơ bộ cổ nha các chị yêu ơi. Đấy, áo ren, mặc áo ren đi làm thì thường là hay bị gắn mác là sexy đúng không các chị? Nhưng mà riêng mặc với áo bạn có chân váy bò không? Luôn. À có chị Nguyễn Ngọc ơi. Đấy, các chị mặc nhá, không thích hơi áo xanh rêu, Hà lên. Kiều, Hà Kiều lấy áo rêu à? Ok em nhá. Đây, đây, đây. Em lấy thêm áo xanh rêu hay là em đổi áo kia? Đấy các chị yêu ơi nhá, ren nhá. Ren em có 4 màu nha các chị nhá. Hồng này, nút này. Hồng, nút, trắng và đen nhá các tình yêu ơi. Cái này form nhỏ thôi cho nên là các chị khoảng độ bao nhiêu nhỉ? 48 cân đổ lại. 48 cân đổ lại, còn 50 cân thì phải cao trên cao 1m6 nhá các chị nhá. Đây này, áo ren này siêu điệu, siêu yêu luôn nhá. Còn chân váy màu vàng bò đây nhá các tình yêu ạ. Đó, có chân váy bò chị nhá, có quần giả váy. À, chân váy bò chiều nay nó mới về cơ. Chưa mai em mới có hàng này. Đấy. Ren rúa thì siêu đẹp rồi. Sơ mi trắng ạ, à, sơ mi ren nhá các chị nhá. Sơ mi ren là 100 mấy nhỉ? 100 mấy hả chị Hương? Sơ mi ren là 170 nhá các chị yêu ơi. Các chị cứ mua 2 cái đi thì em sẽ giảm nhá, mua 2 cái còn mua cả một set là còn 320 nhá. Mua một set cả chân váy cả áo thì còn 320, còn mua hai cái áo thì nó sẽ còn là 160 một cái. Sơ mi cao 1m54 nặng 60 cân. 54 60 cân sang dáng. Có, chị Huế Nguyễn ơi có sơ mi cho dáng của chị mà cũng rất là đẹp nhá. À, ok trang kẹo này. Toàn sơ mi đẹp đúng rồi. Các chị buồn cười thật đấy, hàng đẹp thì em mới lấy về phục vụ các chị chứ em đi bán hàng xấu thì ai người ta mua. 1m59 nặng 46 cân, mặc size nào váy? M chị ơi. Ok chị Nguyễn Ngọc, các chị cứ chọn đi xong rồi em gửi một thể. Ship toàn quốc có 30k thôi các chị yêu ơi, rẻ bèo, ship có 30k, ship tận giường. Các chị chỉ việc em nằm em nhanh chỉ có 2 hôm rồi các chị nhận được. Các chị chỉ việc nằm ở nhà. Ở những trung tâm thành phố cho em chỉ có hôm nay em gửi, mai là các chị nhận được luôn. Hi hi. Lê Thu Thảo. Ok Hà Kiều, áo ren trắng nữa nha, áo ren trắng siêu xinh nha người đẹp nhá. Đó.
nhá. Đây ạ, chị nào mà 60 cân đây ạ, 60 cân sang mẫu này cho em nhá. Tất cả những chị nào to to thì sang dáng này cho em nhá. Áo có size không? Áo không có size chị nhá. Tất cả những chị nào mà dáng to sang bên size này cho em ạ. Chị coi áo sơ mi đây, chị Huệ Nguyễn ơi. Áo sơ mi em đang mặc nhá, áo sơ mi em đang mặc nhá, có đủ màu nha các chị nhá. Có màu be, màu hồng này, màu cam đất và màu trắng như em đang mặc nhá. Màu hồng phấn này, màu hồng phấn đây nhá các chị yêu ơi. Có hồng phấn nhá, hồng phấn cam đất ạ, hồng phấn cam đất và màu be nhá. Đây ạ, các chị nào 60 cân chuyển sang dáng này cho em nhá. 58 59 60 cân sang dáng này cho em này. Đây nhá, đây ạ, cái cổ của nó rất là xinh nhá các chị nhá. Các chị nhìn đằng sau này. Áo phông bao nhiêu? Áo phông 99 nhá chị ơi, áo phông 99k. Đấy, cái cổ ren của nó rất là điệu nhá các chị nhá. Đây là màu hồng phấn này, màu trắng nhá, màu trắng ạ. Màu trắng này, màu nút ạ. Màu trắng nhá, màu nút, màu be đấy ạ, màu be nút và màu cam đất như em đang mặc nhá. Đây ạ. 170k một em áo em đang mặc nhá, 170k, 170k nhá. Mặc mềm thích lắm. Trời ơi, cái chất này mặc mát lắm các chị nhá. Các chị riêng về hàng hàng chất nhà em thì các chị yên tâm, các chị nhận hàng các chị xem hàng thoải mái. Các chị xem hàng thoải mái các chị nhá. Chứ không phải như một số nơi là không cho các chị xem hàng, như riêng nhà em ấy cho các chị xem hàng thoải mái trước khi chị nhận. 45 nữa à. Ok Trang á, Trang. Một chân váy size M màu nâu bò, chị Vinh Lê. Chị Vinh Lê ơi cho em cái số điện thoại chị yêu ơi. Chị yêu ơi cho em cái số điện thoại đi ạ. Em sẽ mặc các cái màu và các cái mẫu hoa đấy kia, bạn ý sẽ mặc hoa, mẫu hoa nữa lên nhá. Em không mặc cái màu lô sô cô la này. Chân váy ấy. Nhà chị nhá, đây ạ, 60 cân ạ, 58 60 cân hay 65 cân các chị chuyển sang mẫu áo này cho em nhá. Trắng nhé, chị Huệ Nguyễn lấy trắng. Ok chị yêu nhá. Màu trắng này đẹp cực kỳ xinh luôn nhá các chị nhá. À, quần ống rộng em chưa có nhá chị ơi. Quần ống rộng em chưa có về mấy hôm nữa cơ, tại vì nó chưa đã vào hè hẳn đấy em chưa có lấy hàng. Ok chị Huệ Nguyễn nhá. Nhà em còn phải xem đây, hè năm nay nó có gió mùa đông đông bắc không? Nha, màu cam đất này, màu cam đất mặc cũng rất là xinh nha các hoa chị nhí. Nhá. Màu cam đất này. Hoa nhí nhá các chị nhá. Đó. Cam đất này. Cái cổ áo này, cái cổ áo và cái ren nó pha rất là đẹp nha các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn nhá. 170k một áo nhá. Áo sơ mi này, phần sơ mi form to nhá. Form to nhá các chị nhá. Không vừa có được đổi không? Có chị ship đi em đổi cho. Chị yên tâm, chị cứ đọc cho em. Chân váy có 60kg không? 60kg thì chị phải cao trên 1m6 thì chị mặc size L còn ok. Đây nhá các chị yêu ơi. Trang kẹo. Ok chị Trang kẹo ạ, à, em thấy số điện thoại rồi nhá chị nhá. Chị Trang kẹo là chia sẻ. Em sẽ check cho tất cả các chị yêu. Ok tất cả các chị yêu nhá. Em còn có một mẫu chân váy ngắn nữa các chị nhá. Chân váy ngắn ạ, chân váy ngắn để bạn ấy sẽ mặc chân váy ngắn lên cho tất cả các chị yêu. Đó, form này form to nhá. Form này form to nhá các chị nhá, có cả form to có cả form nhỏ cho tất cả các chị yêu này. Các chị ơi, inbox cho em cái địa chỉ nha. Inbox cho em địa chỉ. Đây ạ, à, các chị ơi, các chị 60 cân này có cả chân váy ren nhá. Chân váy ren cho các chị 60 cân, 6 mấy cân này các chị mặc được nhá các chị ơi. Sáu mấy cân đều chân... mặc được này. Áo hoa nhí có màu vàng không? Không, cái áo hoa nhí này nó là màu be chứ màu vàng thì màu be nhá các chị nhá. Đây ạ, đây em đứng gần cho các chị nhìn rõ màu nhá, mặc xinh luôn đó. Đây ạ, em sẽ mặc một cái chân váy ngắn cho các chị này. Chân váy là 170 nữa các chị yêu ơi, chân váy dập ly xòe em đang mặc là 170 nhá, có 4 màu này, đen, vàng bò, xanh và màu sô cô la nhá các chị nhá. Có 3 size S, M, L cho nên là các tình yêu ơi, bồ kết cái chân váy xòe dập ly này thì cho em chiều cao cân nặng thì em sẽ lấy size cho các chị nhá. Còn một cái áo hoa đen đâu nhỉ? Cả bộ trên canh, cả một set trên canh 300. Có giá là 300 nhá thôi, 300 thôi các chị ạ. Áo sơ mi hoa, dòng áo sơ mi hoa như em với cả canh đang mặc nha các chị nhá. Sơ mi hoa là 150, sơ mi ren rúa là 170 nha các chị yêu ơi. Đấy, hàng ren nó đẹp lắm các chị ạ. Cả bộ trên canh chỉ có giá 300 thôi, quá rẻ cho một cuộc tình. Đây các chị nhá, chân váy ren này, chân váy xòe ren đây ạ, 60 cân nhá các chị ơi. Bon trên sang chân váy ren cho em này, bởi vì nó là cạp chun nên các chị sẽ rất là thoải mái nhá. Nó là cạp chun nên các chị rất là thoải mái nhá. Bon trên sang chân váy ren cho em. Chân váy ren em có 4 màu tất cả, trắng, đen, xanh than ạ, trắng, đen, xanh than và đỏ đô nhá. Chân váy ren 150 luôn nhá các chị yêu nhá.
Các chị thoải mái luôn, các chị mặc đi làm, đi đi làm đi chơi nhá. Với chân váy này thì các chị luôn luôn ok. Bởi vì nó là dài chứ nó không phải là ngắn nhá các chị nhá. Ngắn thì các chị còn sợ đi gần. Chưa được cái trắng đâu em yêu. Có 4 màu nha các chị nhá. Trên váy ren có 4 màu ạ. Áo sơ mi chị đang mặc 46 cân vừa không? Vừa nhá nhím xinh ơi. Hoa nhí 46 ký vừa luôn nhá. Mà các người đẹp nào mà không thích cái chân váy dài ý, mà muốn kéo dài chân ra thì tốt nhất là nên mặc những cái chân váy nó qua trên gối. Mà anh đang mặc là có màu đen và màu vàng bò nhá các tình yêu nhá. Áo hoa nhí siêu xinh luôn này. Hoa nhí siêu xinh. Hoa nhí chất như nước cất. Đây ạ. Hoa nhí nhá. Ai lấy hoa nhí đi cho em số điện thoại này. Chân ren đây nhá các chị nhá. Chân ren ạ, chân ren nhá. Chân ren. Chân váy ren có 4 màu tất cả em đang mặc nhá. 150k một chân váy ren này. Màu đen em đang mặc nhá các chị nhá. Màu đen này. Màu đen em đang mặc nhá. Có màu đen này, màu xanh than nhá. Xanh than này, đỏ đô ạ. Đỏ đô và màu trắng. Trắng nhá các chị yêu. Đó, chân váy ren 150k một chân váy nhá. Áo phông bao nhiêu? Chị ơi, áo phông em đang mặc nhá. Áo phông em đang mặc. Hôm nay sale xả lốt cho tất cả chị yêu 99k một em áo phông em đang mặc nhá. 99k thôi ạ, chỉ có 99k nhá. Có trắng, có đen, có hồng, trắng đen hồng và màu cam đất có ạ. Có thấy thiều nương em có thấy chị thiều nương ạ chị. Trắng đen hồng và cam đất nhá các chị yêu ơi. Trắng đen hồng và cam đất. Nó có màu đây ạ. Em ra màu chị cái chân váy trắng và cái áo đen. Đây áo đây nhá. Áo hoa nhí bao nhiêu ký vừa? Chị ơi áo hoa nhí khoảng 50 52 cân ạ. 52 cân. 50 cân đổ lại. Áo hoa nhí 50 cân đổ lại. Thử xếp ly màu sô-cô-la đi nhím xinh. Ok nhím xinh nhá. Em cái áo ấy ra rồi. Bạn ấy đang thích cái áo nhí ấy. Em thử cho bạn nhí chân váy sô-cô-la vào với cái áo cơ chứ. Đây, áo giống em đang mặc nhá, có màu cam đất nhá, có màu cam đất này, có màu đen ạ, có màu trắng nhá các chị nhá, có màu đen, màu trắng nhá. Có 4 màu ạ, 4 màu tất cả nhá, hồng, trắng, đen và màu cam đất ạ. Có 4 màu nhá các chị yêu ơi, áo em đang mặc nhá. Đây. Chân váy 150. Chân váy 150, áo 99 nhá. Áo 99k sale lốt cho tất cả các chị yêu. Áo em bán 120 đấy. Hôm nay em còn mấy cái này em sale lốt cho các chị yêu thôi. Áo treo trên tường ý bao nhiêu? Áo treo trên tường ý cũng 99k. 99k một áo. 99k, 99k. 99k một áo nhá. 99k một áo. Ok, tất cả các chế yêu chưa ạ? Nào, các chế yêu muốn em lên cái chi nữa nào? Chi chỉnh chảnh để em lên cho ạ. Nhanh. Sơ mi phông rộng ý chị. Sơ mi lại còn phông rộng mà em. Sơ mi phông rộng đúng không? Sơ mi form rộng đấy là 170 em ơi. Cái lúc nãy chị vừa mặc là 170 nhím xinh. 170k. Sơ mi 170. Trời ơi áo phông này, áo phông đẹp mê ly luôn. Đẹp mê ly luôn các chế ạ. Áo phông Thái này hôm nay còn có 100 mà. Đây ạ, màu sô-cô-la với cả hoa nhí nhá. Cái áo hoa nhí này các tình yêu mặc với màu chân váy màu gì cũng đẹp. Nói nhanh cho nó vuông là như thế. Cái hoa nhí này mặc với chân váy màu gì cũng được ạ. Kể cả mặc với quần, còn đây là chân váy sô-cô-la đây nhá. Toàn lộn ly thôi. Đúng rồi, ly đằng sau đi. Ly thì cái khóa nó là khóa sườn. Em mặc thế em nhìn canh mặc này. Nhìn cái ly này nó giữa cho em quay phát nhìn dáng váy khác ngay. Đấy. Vâng ạ. Đấy. Đây dáng ly của nó như thế này. Cô quay cái mép kia đi. À. Sơ mi Hiệp Hưng. Sơ mi tròn màu trắng. Sơ mi tròn màu trắng là cái gì? Cổ tròn. Shop 267 Hoàng Hoa Thám Hà Nội ạ. Hiệp Hưng, chị Hiệp Hưng. Sơ mi tròn cổ trắng là cái gì? Sơ mi trắng. Trắng ren này á chị yêu ơi. Chị Hiệp Hưng.
chị Hiệp Hưng lấy chân váy ly xanh. Đây nha chị yêu ơi, chị yêu ơi. Chị yêu ơi, chị 44 cân mà cái này rộng lắm. Thử nguyên bộ em coi. À, nhím xinh như em thích cái áo màu gì thì mới thử được nguyên bộ chân váy sô-cô-la với này cái áo màu gì. Cái áo kiểu phối ren này đúng không em? Cái áo cổ ren với này phối ren ở đây đúng không? Em thích màu gì thì chị mới mặc lên nguyên bộ được cho em, nhím xinh. Em thích màu gì, em thích màu gì? Nhanh 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 các chế yêu ơi. Nào các chế ơi, các chế thích cái gì nữa để em lên nào. Có quần, quần jean, cần quần chín tấc nữa này. Quần chín tấc này. Sơ mi trơn màu trắng. Quần nhá, quần ạ, à, quần jean chín tấc này, quần jean chín tấc này. Sơ mi trơn chị có không? Mặc em xem. Không có sơ mi trơn, chỉ có sơ mi pha kiểu ấy thôi. Nhà mình không có sơ mi trơn. Mai nhá. Sơ mi trơn phải mai. Áo sơ mi bao nhiêu tiền một cái áo? Chị ơi sơ mi 150 và 170 nhá. Áo phông hoa kia bao nhiêu? Áo phông hoa kia 99 nha chị nhá. Áo phông hôm nay nhà em bán 99 này, 99k mẫu gen em đang mặc nữa nha, 99 ạ. Có mẫu sơ mi nào khác không? Hiện tại ở nhà em là đang có mấy mẫu sơ mi? 1, 2, mẫu hoa nhí này, mẫu gen với lại mẫu pha gen. Có 3 mẫu sơ mi chị yêu ơi. Hàng cao cấp có 3 mẫu sơ mi màu trắng em ơi. Mặc chân váy này với màu trắng. Màu trắng này á? Nhím xinh. Ok ok nhím xinh, đây bạn ấy sẽ thử nguyên set lên cho em nhá. Bạn ấy sẽ thử nguyên set lên cho em nhá. Sale lốt nhá các chị yêu ơi, sale lốt này, quần này. Quần sale còn 101 nhá, 101 một em nhá. Lấy nhanh, nhặt nhanh 101 ạ, 101 nhá, 101 ạ. Cho xem sơ mi. Đây xem sơ mi ạ. À. Sơ mi đây, sơ mi hoa 150 này, sơ mi hoa 150, sơ mi ren là 170 ạ. Sale lốt nhá, 101 một quần ạ, đủ size nhá các chị ơi. Mẫu này đang đủ size nhá các chị nhá, đủ size ạ. Size 26, 27, 28, 29 nhá. Vậy chị mặc sơ mi đi. Ok Hiệp Hưng, đây bạn ấy đang thử xem sơ mi đây em nhá. Bạn ấy đang thử sơ mi, đợi một xíu. Quần 43 cân vừa không chị? Hà Kiều ơi, mặc size 26 nhá. Ok nhá Hà Kiều nhá. Hà Kiều. Mặc size 26 ok luôn em, 43 cân. Quần mặc lên dáng hơi bị đẹp luôn. Tình yêu nha. 43 cân thì đầy mẫu quần. 43 cân chị còn mấy cái size 26 nữa kìa. Nè, quần 9 tấc nha, quần 9 tấc 101 nha, 101 một em nha. 191, 101 một em. Thêu hoa đính đá đẹp luôn. Sơ mi trắng đây nha các chị nhá. Sơ mi trắng đây ạ, nhưng mà em khuyến cáo là các bạn 40, 44 cân là mặc nó sẽ đấy, mặc to, dáng giống như vậy. Nó sẽ form, nó sẽ to như em mặc. Tại vì em có 47 cân thôi. Ok, chị cho em size 26. Ok Hà Kèo nhá, chốt cho Hà Kèo size 26 này. Đó, đây ạ. 26 mặc màu xanh này. Sơ mi nha các chị nhá. Màu hồng, màu nút đều đẹp nha các tình yêu ơi. Màu hồng, màu nút. À, có trắng, trắng hồng này. Nút và tan. Nhưng mà hàng em còn, em vừa bỏ ra nó còn nhăn rúng gió, em còn chưa đã lên nhá. Em còn chưa là nha các chị ơi. Sơ mi trắng này, trắng trơn này. Chị nào vừa hỏi trắng trơn này. Trắng trơn nhá, trắng trơn này. Trắng trơn. Đấy. Thấy chị không? Chị Đào Đậu ơi, em thấy chị cái comment cái chữ thấy chị không thôi. Áo phông xanh lá nãy chị cầm lên cho em xem. Áo phông xanh lá. Đây em yêu ơi. Áo con cò. Con cò. Đây để chị mặc con cò lên cho em. Ren trắng 50 cân mặc đẹp luôn nhá chị nhá. 55 cân mặc đẹp luôn nhá. 55kg vừa. Trời ạ. Để chị mặc luôn con cò lên cho em này. Con cò đẹp luôn. 60 cân. Các chị yêu ơi, cái mẫu sơ mi em đang mặc 60 cân vừa nhá. 55 cân, 60 cân đều vừa. 65 cân thì 65 cao, 1m65 thì mặc ok. Đây. Em lấy 43kg, rộng không chị? Quần hay áo hả em? Hà Kiều ơi, cái áo pha ren này em không. Đây, chị em yêu ơi. Áo phông thì vừa. Hiệp Hưng.
44 cân không mặc được cái áo trắng gì đâu, pha gen ý. Hiệp Hưng ơi, 44 cân em mặc sang trắng, trắng gen này này, trắng gen mà lúc nãy bạn ý mặc ý. 44 cân là mặc cái này là nhìn nó 44 cân mặc sang cái form trắng gen, gen không này em. Gen không này đẹp này. 43 cân mặc được. Vừa. Đây này. 65 cao 1m65 vừa không? Vừa chị ơi, 65 cân nhưng chị cao 1m65 thì vừa. Áo á chị? Hà Kèo ơi, em đang hỏi cò xanh đúng không? Em đang hỏi cò xanh đây. Chị mặc thế nào thì em mặc gần như thế. Đây, giống nhau thôi. Quần đây em, quần đây. Size 26 này. Quần size 26 này, áo đây em. Mặc luôn set cho em đây này. Hoài Thu quần size 7. Cho em cái quần ok nhá. Em yêu ơi, cho chị số điện thoại. Ok, gen trắng cho một, xanh con cò 55 cân nha. Ok chị Nguyễn Hữu Lê cho em số điện thoại nhá. Lấy set chị đang mặc nhé. Ok Hà Kèo, đấy những người thông minh là phải lấy luôn ghép set về nhà đỡ phải tìm. Cái này đi. Cao 1m60, nặng 60 cân, quần size gì? Chị ơi, quần không có size cho 60 đâu. Quần em sợ 60 cân size 29, em có size to nhất là size 29 à. Không vừa. Không vừa đâu chị yêu ạ. Quần size nó không được to cho lắm. Các tình yêu ơi, inbox địa chỉ cho em nhá. Và nhớ check inbox. Ai mà mặc size 26 nhá, size 26 này, 43 cân này. Em còn cái quần này rất là đẹp này. Đó. 1m6 nặng 60 cân. Lê Hữu Hiếu ơi, chị Lê Hữu Hiếu ơi, một áo ren trắng, một cò xanh thì cho em số điện thoại nhé chị nhớ. Phải có số điện thoại thì mới chốt được hàng. Các chị chế ơi, chốt pin cho em số nhá, cho em số điện thoại chị nhá. Chị Hoài Thu ơi, quần size 27 thì cũng phải có số cho em nhé chị nhớ. Quần size 27 nhá, quần size 27 này, những cái nẻ size em bán hết 101 nhá các chị ơi. 101 nhá, đây size 26 này. Size 26 này, size 26 101 này. Chị Lê Hữu Huyền cho kìa. Quần 101 chị ơi, quần 101 một quần nha. Hôm nay em sale rất là nhanh luôn, chỉ có 101 một quần thôi. Nó đang nẻ size nên em sale nhá. Size 27, 28 này, size 27, 28 47 này. Cân mặc 27 vừa nhá chị ơi. Vừa. Mẫu cũng 47 cân mặc 27 mà chị. Đấy, size 26, 27 nha các chị yêu ơi. Em sale hết cho các chị yêu này. Đây, nẻ size nha, nẻ size này, size 26 này. Size 26 nha, size 26 này. Chế nào mặc size 26 nhà em còn mấy cái size 26 luôn. Đẹp luôn nha các chế nha, 101 một quần ạ. À. Đấy, chị lấy size 27 quần chị đang mặc, quần baggy. Baggy mặc dáng rất là thoải mái nha các chị nha. Mặc thoải mái luôn. Số điện thoại. Ok, tất cả các chế yêu nha, áo này. Áo con cò có đủ màu nha các chị nhá. Có màu đỏ, màu vàng và màu xám này. Màu đỏ, màu vàng, màu xám. Có rất là nhiều luôn. Rồi, các chị yêu. Lấy cho em xếp ly vàng bò áo sơ mi trắng nha chị. Em yêu ơi, xếp ly vàng bò size L đúng không? Nhím xinh ơi, cho chị số điện thoại. Xếp ly vàng bò áo trắng, cho chị số điện thoại nhá. Hoài Thu, ok chị Hoài Thu ạ. 54 bụng 84. Mặc size mới. Chị Thủy Ngân ơi, chị hỏi quần bò hay chị hỏi chân váy ạ? Ngân Nguyễn, chị ơi bây giờ em mới like mà em mới like chị ạ. 56 cân mặc size gì? Chị Võ Sen ơi, 56 cân chị cao bao nhiêu? Nhớ cho mình cái quần ấy bạn đang mặc nhé. Ok chị Hoài Thu ạ. Tất cả các chị ơi, nhà em ship toàn quốc 30k nhá. Các chị nhớ yêu, chị yêu nhớ hộ em nhá. Các chị mua thêm một cái nữa đi cho phí ship nó xe ra. Chứ các chị mua một cái cộng thêm 30k phí ship nữa. Đáng ra mua rẻ để thành mua đắt các chị yêu ạ. Mua thêm một cái nữa đi cho nó rẻ ạ. Các chị phải cho em cả chiều cao và cân nặng. Như các chị cho em mỗi cân nặng thì em không có lên được. 101 một quần nhá, 101 một quần nhá. 26 cái quần giống như thế này, 26, 27 đã hết nha. Còn 28, 29 nha các chị nhá. Còn 28, 29 nhá. Quần giống như em đang mặc còn 28, 29 ạ. Hàng theo rất là đẹp nha các chị yêu nhá. Còn 28, 29 ạ. Nhím xinh đi vào bò size gì nhỉ? Size L. À, size L à? Thế thì mặc sơ mi trắng em đang mặc gì này? Đây nhá, quần trơn nữa này, quần trơn nhá các chị yêu ơi, quần này, quần trơn này, quần trơn. Kia là nhím xinh cho địa chỉ kìa. Ok, chị Thủy Ngân. Đầu năm mươi mấy là các chị phải mặc size 29 rồi.
54 cân, chị mặc size 28, 29 nha chị nha. 29 thì 29 cho thoải mái chị Thủy Ngân ơi. 29 chị Thủy Ngân ạ, 29 nha. Quần trơn này, quần trơn em có nha. Em sẽ like duyên cho các chị. Hôm nay em sale có 101 một quần thôi. 101 một quần thôi, là quá rẻ luôn, rẻ bất ngờ luôn. Mặc áo phông đằng sau, mặc áo phông cổ thuyền. Mặc áo phông cổ thuyền, ok. Anh nhím xinh có 1m50, nặng 47 cân. Làm sao mặc size L và size M? Có 47 cân, tôi tưởng nàng cao. S. Nhưng hắn cao có 1m50 thôi. Size M. Quần có màu đậm hơn không? Đây đậm hơn đây em. Nhím xinh ơi, cái áo trắng này là mặc nó sẽ trông như như thế này đấy nhá. Dáng nó hơi thụng đấy. Nhím xinh ơi, em có 47 cân thôi là em bằng chị nhá. Em mặc cái áo ren, cái áo sơ mi trắng là trông nó sẽ như chị luôn. Đó. Đây này, còn nếu mà em thích nhỏ hơn, đẹp hơn thì em mặc cái sơ mi cái trắng ren ý. Cao 1m6 nặng 45 cân, mặc size 27 nhá Phượng Hồng. 1m6 45 cân. Mặc size 26, 26, 27, nói chung 26, 27 đều được nhá. Sao ở đâu em ở 267 Hoàng Hoa Thám Hà Nội. À, gì nhỉ? Nhím xinh nhá, em mặc sang cái áo ren ý, dáng em như vậy em mặc cho chị cái áo ren trắng này đẹp này em yêu ơi, chứ để bạn ý. Này nó thục quá. Đây này, em mặc cái áo ren trắng mà có cổ buộc lơ này, em sẽ mặc đẹp hơn đấy nhím xinh ạ. Trắng ren hoặc là em mặc mẫu hoa nhá, em mặc mẫu hoa hoặc mẫu ren sẽ đẹp hơn nhím xinh nhá. Các chị yêu ơi, em sẽ lên quần jean cho các chị nhá, hôm nay em sale còn 101 thôi nhá. Size S đi chị, ok nhím xinh đấy, chân váy size S. Áo thun bao nhiêu chị ơi, áo thun Thái Lan con có, hôm nay em sale 120 ạ. Thử áo trắng trơn em coi cái. Áo trắng trơn em mặc cũng form rộng. Nhưng cái áo trắng trơn này chất nó không đẹp bằng cái kia đâu nhá. Chất nó không đẹp bằng hàng kia em yêu nhá. Vứt được cả mấy cái trắng kia ra đây. Mấy cái trắng kia kìa. Cho mình xem quần bò. Ok chị nhá. Quần bò đây ạ. Mẫu quần bò đây nhá. Đây nhá, mẫu ạ, quần bò chín tấc nhá, 101 ạ. Có sơ mi van không? Em có chị Kiều ơi, em có rất nhiều. Có sơ mi van lụa kìa chị ơi. Đây nhá, mẫu chín tấc nhá, 101 rồi ạ. 135.000 em sale này, hôm nay sale này. Còn mỗi mấy chiếc này sale rồi, 101 nhá. Quần em đang mặc bao nhiêu tiền một cái? 101 một chiếc nhá, 101 một chiếc ạ. Đây nhá các chị yêu ơi, quần này. Quần này đủ size nhá, 26, 27, 28, 29 nhá. Ai này comment cho em mã 1 nhá. Mã 01 nhá, 01 quần nhá, 01 quần kèm size kèm số điện thoại nhá các chị nhá, 01 ạ. 01 kèm size kèm số điện thoại nhá, nó theo nhá, hàng này hàng theo nhá các chị nhá, hàng theo này. Đó. 01 nhá, 01 ạ, kèm size kèm số điện thoại nhá. Đây này nhím xinh ơi, chiều cao à, cân nặng của em thì em chỉ mặc cái mẫu này thôi là vừa xinh này, chứ cái mẫu kia nó bị thụng quá. Đấy, em mặc cái bò trơn thôi. À bò trơn thôi, bò trơn có hai mẫu nhá, bò trơn có hai mẫu, một mẫu tối, một mẫu sáng. Bò trơn đây, để em mặc bò trơn lên cho sao phải xoắn nhở. Đây rồi, cái này size bao nhiêu? Nhím xinh này các bạn mà nhỏ nhỏ khoảng độ 47 cân, 48 cân này, 50 cân thì chỉ mặc mẫu này thôi. Đấy, nhìn nó vừa vừa hơn với người. Cái mẫu kia nó sẽ bị thụng quá. Ren trắng, ren trắng. Đây nhá, sơ mi trơn đây ạ, sơ mi trơn đây. À quên, bò trơn. Bò trơn đấy nhá, bò trơn nhá, đủ size nhá, đủ size nhá các chế yêu ơi, đủ size nhá. 26, 27, 28, 29 nhá. Đây ạ. 26, 27, 28, 29 nhá, bò trơn mã 02 nhá. Mã 02 cho em nhá, 02 ạ, 02 nhá. 02 nhá, chất em bao đẹp luôn cho tất cả các chế nhá, chẳng có mùa đâu được 101 một cái quần này cả. Đây ạ. 101 nhá, 101 ạ, đây nhá. Mã 02 nhá, 02 kèm số điện thoại nhá các chị yêu ơi, 02 ạ. 02 nhá. Đây, 03 bò trơn đây ạ, set canh mặc 300 nhá. Liên Võ ơi, set canh mặc 300. Đây ạ. Sơ mi van có quần rách. Có quần rách. Đây nhá, sơ mi à quên, quần bò trơn nhá, bò trơn đây ạ, 26 27 28 29 nhá. À 1m56 nặng 56 cân. Không vừa đâu chị ơi. Không vừa. Em sợ không vừa đâu các chị ạ, các chị mua về không vừa rồi phí ra. Chị yêu ơi, chị hơi hơi cái size quần này nó hơi nhỏ nhá, nên là chị yêu mặc không vừa đâu. Em bán cố bán cho các chị về nhà, các chị không vừa em thấy này nấy lắm. Nên em không bán đâu. Các chị nào không vừa em bảo không vừa luôn.
con này thì em cũng không ship đâu. Ship xong rồi các chị này bảo chị không vừa đâu, chị đổi mệt lắm. Đấy chưa, bụng ở đây nó chỉ được 34 tương ứng là 68. 68 có co giãn nhá, quần này 68 có co giãn. Rồi ôi 50kg mà chị comment cho em. À 1m56, 50kg. Em tưởng chị em đọc luôn. Chị gen trắng 55kg em nhé. Rồi chị ý là cái gen này, cái trắng này. Chị Hiền ơi, của chị là gen pha nhá. Gen pha trắng thì chị vừa nhá. Còn cái gen hoàn toàn là không vừa nhá, chị Hiền ơi. Đây của chị Hiền là gen này nhá. Trắng gen này này. Chị Hiền yêu của dấu rồi. Đây. Đó, cổ này. Cổ nó rất đẹp nhá chị nhá. Đây, của chị là trắng pha gen này này. Chứ gen, cái gen hoàn toàn chị không vừa đâu. Mặc em xem đi, Duyên Vũ. Rách nhá, rách quần rách này chỉ có quần short thôi. Quần short với quần giả váy thì rách được. Bông to eo 60, mặc mã 02. Eo 60, mặc mã 02. Ờ, Phượng Hồng, ok Phượng Hồng eo ơi. Eo 60, bé mà. Phượng Hồng mặc size 27 hoặc 28 nhá. Mặc size 27 hoặc 28 nhá, Phượng Hồng ơi. Comment số điện thoại em yêu ơi, số điện thoại. À, mặc size 27 hoặc 28 là ok nhá. 02 là trơn này, 03 trơn, 02 là trơn này. Cái áo ren đó nhiêu chị? À, chị ơi, cái áo à, em ơi, cái áo ren ấy, một cái là áo một áo ren liên quan đến ren 170 một chiếc em ạ. Cứ tóm lại là có một tí ren và là 170. 170 một chiếc ren. Cứ dính ren vào nó 170. Để em mặc cái quần này lên cho các chị yêu này, nhưng em đang vớ cái này là cái size 29 nên em chưa muốn mặc thử. Khổ lắm cơ. Đây để em mặc cái trơn này lên nào. Đây, trơn đây, mã 02 đây. Mã 02 đây, có sơ mi không người đẹp, có đầy sơ mi xinh xinh. Ngon. Ngon. 101 một quần nhá. Comment nhanh nha các chị yêu ơi. Đây, size 26 đây. Size 26 mã 02 đây nha các chị yêu ơi. Size 26 mã 02 đây. 28 cho chắc. Phượng Hồng. Ok nhá, ok Phượng Hồng lấy 28 trơn em ơi. Bò trơn 28, 101. Lên dáng cực chuẩn lên. Hả? Đây, 28, bò trơn. Bò trơn. Cho mình xem cái áo trắng buộc dây ở cổ lúc nãy bạn kia vừa mặc. Chế yêu ơi. Hàng sơ mi thay ra mặc vào rất là lâu nên các chế yêu nào xem thì bảo em đi nhá. Sơ mi trắng này nhé em. Đây, sơ mi trắng đây, sơ mi trắng pha đen này. Ôi dồi. Nè. 28 em chỉ có một chiếc thôi. 02 kìa. Hugo Vinh mặc size 29 đi. 50 cân mặc size 29 đi. Size 29 người đẹp ơi, Hugo Vinh. 29. Cho em coi mẫu sơ mi khác đi, đó sơ mi đó. Bó hoa bao nhiêu chị? Em ơi bó hoa. Xinh ơi bó hoa 101 hết nha em nhá. 101. Nó không đổi trả nhá. 101 nhá, 101 đây bó hoa đây. Cái hoa này chị còn size 26 này. Đây bó hoa nữa đây. Chị Thủy Ngân ơi, áo phông cò chị bao nhiêu cân? 29 không rộng chị ơi, không rộng, đảm bảo với chị là không rộng nhá chị yêu ơi. Áo von con cò nhé chị Thủy Ngân. Chị Thủy Ngân ơi, chị lấy size 29 mẫu nào đó. Size to nhất là size 29 xinh ơi. Nói cho các chị em một bí mật, đó là quần mà chị em có một chiếc thôi nhá. Cho nên là các chị ơi, đây nhá, em mặc thử cái hoa này lên cho các chị nhá. Xinh size to nhất là
29 nhá xinh xinh ơi. À có dây buộc. Ui giời ơi các chị yêu ơi, em bảo này em sẽ mặc cái áo sơ mi lên, nhưng mà các chị ạ, à, em chỉ có một cái chân váy quần giả váy cúc này nhá chị nhá, size 27 này. Size 27 này, mẫu cao 1m57, nặng 47 kg này, cho nên là tình yêu nào thích thì nhích luôn cho em một cái nhá. Đấy, xong rồi em sẽ mặc sơ mi lên cho các chị này. Mẫu Hường sẽ mặc đồ jean, còn mẫu Thảo sẽ mặc đồ sơ mi cho các chị yêu nhá. Đấy, nhưng mà trước khi em mặc sơ mi em xin giới thiệu với các chị là cái quần giả váy này em còn một size duy nhất là size 27, cúc này xinh luôn. Mẫu cao 1m57, nặng 47 kg nhá các chị nhá. Ai thích cái mẫu này thì cho em số điện thoại luôn. Đây, chị ơi. Hoa nhá, hoa nhá. Hoa này, hoa này. Em xem rách đi, rách chỉ có ấy thôi. Bò trơn, chị Thủy Ngân đấy, bò trơn 54 kg, bụng 84 vừa nhá. Chị Thủy Ngân chốt cho chị con cò. Gửi tặng một chiếc trước, nếu đẹp thì mua tiếp. Ok Hugo Vinh. Ship 30k nhá các chị nhá. Shop có Shopee nhá, nhà em có Shopee. Ship 30k chốt cho chị Thủy Ngân nhá, chị Thủy Ngân. Ô thế thì chị Thủy Ngân. Cái mẫu hoa này đẹp nhá các chị yêu ơi, cái mẫu hoa này đẹp lắm nhá. Jean dài bao nhiêu một cái? Chị ơi 101 nhá. 101 nhá. Đây ạ, mẫu hoa nhá, mẫu hoa này theo hoa cực kỳ đẹp luôn, theo hoa cực kỳ đẹp luôn. Mẫu hoa cực kỳ đẹp luôn nhá các chị nhá. Mẫu trơn là mẫu số 2 đúng không? Ừ. Hết rồi đó. Ừ, có hai chị đang xem nhau luôn. Đây, tốt cho chị là chốt. 27. 327 này. Mẫu trơn. Mẫu trơn em sẽ để riêng ra mẫu trơn. Đúng là quần bò bán mấy cái này là phải lột hết ra cho bóc lần sau nó đỡ lẫn em ạ. Đấy lại đi hò. Mẫu hoa em đang mặc rất đẹp nha các chị yêu nhá. Cho em xem quần jean với. Đây quần jean chị đang mặc này. Có màu khác không chị? Có em ship Long Biên 25.000 Hoài Du. Có quần rách ống không? À, dài dài không có, chỉ có mẫu chân váy với lại quần sóc thì có rách thôi. Áo con cò 54 cân em bao vừa nhá chị Thủy Ngân ơi. Chị Thủy Ngân này áo con cò màu gì nhỉ? Cò xanh. Áo sơ mi sau lưng chị giá bao nhiêu? Áo sơ mi sau lưng chị giá 150, 150. Còn một chiếc quần này mặc lên rất là đẹp nhá các chị yêu nhá. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn nhá. Nè. Theo nhá, theo luôn nhá, đính đá luôn nhá, size 27 nhá. Size 27 nha các chị nhá. Size 27 nhá. Size 27, size 27 ạ. À đây thì mẫu này là mẫu hoa. Mẫu này là mẫu 01. Đây đây, chị nào vừa hỏi em cái áo ren à, áo ren này đây. Em mặc lại này. Quần jean theo hoa lền tối có không? Đây, lên tối chỉ có theo ở chân thôi. Theo ở chân thôi. Ở gấu. Đây ạ, à, đây ạ, à, ren, ren, sơ mi ren nhá các chị ơi. Sơ mi ren. Đó. Sơ mi ren ạ, à, siêu xinh nhá. Sơ mi ren. Sơ mi ren dành cho các tình yêu khoảng 50 cân đổ lại nhá. Sơ mi ren, mẫu sơ mi ren này dành cho các tình yêu 50 cân đổ lại này, có bốn màu, màu ok đỏ. Chị Thủy Ngân. À quên, em xin lỗi, màu đen trắng hồng chân nút, đen trắng hồng nút. Chân váy jean 120 một chiếc. Mua quần, 3 chiếc còn 99. Quần giả váy chị nhá, không phải là chân váy mà nói chính xác nó là quần giả váy. Quần giả váy nhá, mặc yên tâm không bao giờ sợ lộ hàng nhá các chị. Quần giả váy nhá các tình yêu ơi. Đó, chân váy em đang mặc là màu sô cô la nhá, 170 ni lủng này. Còn một chiếc nhá, còn một chiếc size 27 này, có Shopee, trời ơi chị Thúy Ngân ơi, có Shopee. Ưu tiên những bạn có Shopee nhá, đây ạ. À, một chiếc nhá, một chiếc size 27 nhá các chị nhá, thêu hoa cực kỳ đẹp nhá, còn đúng một chiếc thôi, 101 nhá. 101 nhá các chị ơi, 101 này, 101, zin 9 tấc nhá, tất cả là zin 9 tấc này. 101 nhá các chị yêu. Chị nào lấy comment luôn cho em này, comment luôn cho em 27 nha, comment luôn cho em số 27 nha, em còn mỗi một chiếc size 27 thôi. Một chiếc size 27 nha các chị ơi, em mặc rộng này. Em mặc hơi rộng. Em mặc hơi rộng nha các chị yêu nha. Comment luôn cho em đi ạ, size 27 nha, còn đúng một chiếc duy nhất size 27 nha. Chị nào lấy chốt pin luôn cho em nào, chị nào lấy chốt luôn cho em size 27 nha. Sale hôm nay có 101 rồi, 110, 110, 110. Comment nhanh, 110k một chiếc chẳng có ở đâu bán jean tẻ như nhà em cả. Còn nẻ mấy cái em xem em bán nốt thôi.
55kg có vừa không em? 27 eo bao nhiêu? Chị ơi cái này eo. Cái này là dáng baggy quần chun. Dáng baggy quần chun là chị thoải mái nhá. Đó. Đây. 55 cân không vừa size 27 đâu. 55 cân phải mặc size 29. 55 cân phải mặc size 29 nhá chế nhá. 27 này size này chỉ tầm khoảng 50 hoặc 52 cân thôi. 50-51 cân. 50-51 cân đổ lại thì mặc size 27 ok nhá. Chị nào lấy size 27 thì comment cho em 27 nhá. Chị nào lấy size 27 thì comment cho em 27 nhá. Huỳnh Thúy, em lấy cái áo sơ mi ren trắng. Ok Huỳnh Thúy nhá. Huỳnh Thúy ơi, check inbox nhá. Cho xem cái jean theo hoa khác đi. Theo hoa chỉ có đây, mẫu theo hoa đây nhá. Một là theo hoa ở đùi này. Một là theo hoa ở đùi nhá. Theo hoa ở đùi này. Đây. Huỳnh Thúy ơi, check inbox. Đây đây, 101 nhá, 101 chị ơi. 101 một jean này, 101 một jean nhá. 101 một jean ạ, 101 một jean. Với theo hoa ở chân này. Đấy. Đấy, theo hoa đấy, có mấy mẫu theo hoa ấy thôi. Có mấy mẫu theo hoa ấy thôi nhá, các tình yêu nhá. Đây. Theo hoa này. Phải có co giãn không? Có co giãn chị ơi, jean phải có co giãn chứ. Có quần lưng cao không? Nó chỉ lưng vừa thôi, không có lưng cao. Áo trắng bao nhiêu? Áo ren trắng vừa rồi là 170 nhá chị nhá. Áo ren trắng là hàng cao cấp nha, 170 nhá. Quần ngố này. Quần ngố 99k nhá, quần ngố 99k. Nào các chị ơi, chốt jean thì chốt nhanh nào, chốt jean thì chốt nhanh nào. Hôm nào mang về cho cháu nó mặc. Chẳng hẳn sai. Ship đồng giá 30. Ship đồng giá 30k, ship đồng giá 30k. Sơn Quý Hiền lấy cái chi? Sơn Quý Hiền ơi. À đây, còn cái sơ theo hoa này nữa. Theo hoa này còn 2829 nhá, 2829 ạ. À. Huỳnh Thúy cho địa chỉ em rồi. Đây nhá, theo hoa này, Becky theo hoa nhá. Ok chị Thủy Ngân có Shopee. Ok chị Thủy Ngân ạ, em sẽ inbox cho chị nhá. Quần ngố có size 28 không? Có nhiều size 28 chị Thiên Thiên ơi, chị thích mẫu nào để em tìm size cho. Cái màu xanh em ơi. Em xem cái nào. Từ bấy giờ em dơ toàn quần màu xanh. Huỳnh Thúy ơi, thấy địa chỉ của em rồi nhưng mà em vẫn phải check inbox nhá. Size 28 đúng không chị? Đây nhá, size 28 này. Size 28 còn mẫu này nhá, mẫu này nhá. Số 2 Hà Thanh Huy, số 2, số 1, số 2. Mẫu này là em còn size 28 này, 27 28 nhá. Đây là size 26. 26 28. 26 và 28 nhá, 26 28 nhá. Đây nhá, mẫu này em còn size 26 và 28 nhá. 26 và 28 ạ. Comment cho em Dior nhá, Dior nhá. Dior 26 hoặc Dior 28 kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Mẫu này comment cho em nhá, 26 hoặc 28 nhá, 101 một chiếc nhá. Comment cho em Dior nhá, Dior 26 hoặc Dior 28 nhá. Dior nhá. Để em để riêng đây từng mẫu ạ, em sẽ lên lại ạ. Dior nhá các chị nhá, Dior ạ. Cái này lúc nãy chốt size gì rồi ấy. Có cái Hà Kèo ấy, chị ấy chốt mà. 2627 rồi đúng không? 2627 nhá. Lấy mẫu cuối cùng size 29 Ngọc Xuyến, lấy mẫu cuối cùng size 29. Ngọc Xuyến ơi, mẫu này đúng không em? Mẫu này đúng không? Ngọc Xuyến ơi, đúng thì ok cho chị nhá, đúng thì ok cho chị nhá. 56 cân cao 1m mặc size 29 xinh xinh ơi. Đây. Ngọc Xuyến ơi, đúng không? Đúng ok cho chị nhá. Đúng ok cho chị nhá. Đúng ok nhá. Cái này còn size 28 và 29 nhá. Cái này còn size 28 và 29 nhá. 28 29 nhá. Cái này comment lại cho em mã 02 đi. 02 nhá. Ok Ngọc Xuyến nhá em ơi. Size 29 cho Ngọc Xuyến. Ngọc Xuyến ơi, cho chị số điện thoại. Ngọc Xuyến phải. Thế là lúc nãy có mấy bạn 02 nữa, 0226 và 0227 rồi đúng không? Em... Cái áo trắng và quần
màu nâu hồi nãy cho chị coi nha. Cái áo trắng và cái quần nâu ra lại cho chị coi set em đang mặc. Chứ không phải quần đâu mà là váy. Chân váy chị ạ. À, xem quần đang mặc ok. Tú Tú đợi xíu. Đây size 29 này cho Ngọc Chín này. Cái này là dài tay nha, em sắn lên đấy các chị ạ. Đây đây em bỏ hết xuống. Quần jean này là có lại là ta chốt cái nào ta sẽ ghi tên vào đấy. Bỏ cái này ra đúng rồi, ghi tên luôn vào đây. 29 này. 02 size 29. À, Ngọc Sinh ơi, 02 size 29 chốt cho Xuyến rồi. Xuyến vừa chốt rồi. 02 là mẫu trơn mà. Đâu 02 chị vừa xếp lại. Đây nhá các chị ơi, sơ mi gen nhá. À, 50 cân đổ lại thôi nhá các tình yêu nhá. Em có gen hồng nút đen. À, trắng hồng nút đen em nói nhầm. Trắng hồng nút. Chị đấy. Ơi 320 một set, bạn ấy đang mặc nhá. Mua lẻ là 170 một áo, 170 một quần. 320 cả set chị Kim Huệ nhá. Chị Kim Huệ ơi, 320 cả set nhá các tình yêu ơi, ship 30k toàn quốc và shop có Shopee. Đấy, các chị yêu nào mà có Shopee thì đấy. Ghi cho chị vừa ghi cho chị Ngọc Xuyến cái size 29 như thế nào nào để em lấy từng mẫu một để em ghi luôn, không kể em còn cái nào em mới biết. Tại vì hôm nay nó lẻ size các chị nhá, nó lẻ size cho nên em tìm nó hơi lâu lâu. Các chị phải thông cảm cho em. Đây, màu trơn này, size bao nhiêu đây? Size 27. Áo sơ mi canh mặc là 150 ạ. Ôi tiểu nhỉ, quần này có 29 không nhỉ? Quần jean hoa. Cái gì? Cho chị coi cái quần jean hoa, ok chị nhá. Có cái nào size 29 không? Có ạ. Hết bò rồi à? Bò dài còn thế thôi, còn quần sóc bò và chân váy, quần váy bò rất là nhiều. Cực cực kỳ nhiều nhá. Tìm cho chị cái trơn size 29 ấy. Chị ok Ngọc Xuyến. Ok Ngọc Xuyến nhá. Nhiều xinh xinh nhá. Xinh xinh ơi cho chị số điện thoại. Xinh xinh ơi cho chị số điện thoại nào. Có chân váy công sở không? Có chị ơi. Có quần bò dài không? Có quần 9 tấc thôi. Sóc bò đi ok. Sóc bò thì rất nhiều. Để em lên nốt mấy cái mã quần jean này đã nhá. Xong rồi em qua sóc bò. Chân công sở chị ơi. Chân công sở xanh đen sô-cô-la vàng bò. Chân công sở đây nhá chị nhá. Xanh đen sô-cô-la vàng bò. Xòe xếp ly. Mấy có 2 cái chị xếp chị để đâu? 2 cái chân này. Xếp xong thôi chị để, chị không nhớ là chị để đâu luôn ý. Thế mới tài. Một cái trơn này, hai cái trơn này. Sao còn có hai cái trơn nhỉ? Còn hai cái nữa mà chị vừa xếp đâu. Đây là cái gì? Bao nhiêu một cái? À, chị ơi quần jean 101 nhá, quần jean 101 nhá. Quần jean 101 nhá, 101 một chiếc nhá. Mã này hoa chân nhá, hoa chân nhá. Hoa chân nhá các chị nhá, hoa chân. Váy nhá. Váy nhá các chị ơi, đầm công sở, chân váy đầm công sở dập ly xòe là 170. 170 nhá chị Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Hải Hồng ơi. Hoa đùi. Hoa đùi hai cái này. Để sai này. 67 cân không vừa đâu chị ơi. Ơ cái này lại màu khác này, kiểu khác này cô. Nạc đâu ra một chiếc này. Size 26 nhá các chị ơi, size 26 chỉ có một chiếc duy nhất nhá, size 26 ạ, một chiếc duy nhất nhá, size 26 ạ, 26 nhá. 26 ạ, chị nào lấy comment cho em 26 nhá, chị nào lấy comment cho em 26 này. À chị Hoài Thu lấy baggy 27 thêu hoa hồng. Chị nào lấy comment cho em size 26 nhá. À, kiểu
kiểu bác ghi ra 26 theo 27, 26 đúng không? Ba cái, ba cái theo hoa đúng không? Hai cái theo hoa, ba cái trơn. Đây này, size 29 nhá. Size 29 nhá các chị ơi, size 29 này, 55 cân mặc size 29 nhá các chị ơi. Size 29 nhá, size 29 ạ. À. Cái này có size 29 này. Size 26 này. 26 29 nhá chị ơi, 26 29 nhá. 26 29 ạ. Quần này bỏ đi. Cái gì ạ? Còn một chiếc kìa. Hôm nay của em à? 26 29 nhá. À 29 Trần Thị Hồng có size 29 không? Có size 29 chị Trần Thị Hồng ơi. À, chị ơi, áo phông là 99k. Áo phông là 99k nhá. Váy canh mặc còn không em, giá bao nhiêu? Giờ chị mới vào. Chị yêu ơi, váy canh mặc còn nhá, 170 một váy nhá, có 4 màu chị ạ. Có 4 màu nhá. 101 một cái nhá, Phạm Thị Thùy Phương ơi, 101 nhá, 101 một quần bò nhá. 101 một quần jean nhá. Cái này còn size 26 29 nhá. Các chị ơi, nó lẻ size cho nên là các chị chốt cái nào các chị chốt luôn cho em với nhá. Size 26 29 nhá. 26 29 nhá, 26 29 ạ. Comment cho em hoa hồng nhá, hoa hồng ạ. Hoa hồng 26, hoa hồng 29 nhá các chị nhá. Hoa hồng 26, hoa hồng 29 nhá. 101 một quần nhá, chỉ có 101 một quần thôi nhá. 26 hoặc 29 nhá các chị nhá. 26 hoặc 29 ạ, 101 một quần nhá. Hoa hồng ạ, comment cho em hoa hồng nhá. Hoa hồng này, Dior này. Cái này còn có hai chưa? Buôn vãi, hiền quỷ, bạn xe cả 10 lần cái live stream này của chị. Áo thun trắng bao nhiêu? Áo thun trắng 99 nhá chị nhá. Áo thun trắng 99 ạ. Áo thun trắng 99 nhá. Áo thun trắng 99 ạ. Cái này là hồng 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 chân nhá các chị nhá. Thêu ạ, thêu ạ, thêu chân nhá, thêu chân ạ. Thêu chân nhá các chị yêu ơi, thêu chân ạ, thêu chân nhá. 101 nhá, 101 ạ. Size 27 ạ. 27 28 nhá. Lấy thì comment cho em nhá, thêu chân ạ, thêu chân nhá. Theo chân nhá, size 27 hoặc 28 nhá chị nhá. 27 hoặc 28 ạ. À. Chị ơi, nó là quần chị Khánh Vân ơi, quần này là quần không phải cặp cao, nó cũng không phải quần cặp trễ, nó là cặp vừa. Nó là cặp vừa nhá các chị nhá, cặp vừa theo chân nhá. Theo chân ạ, 101 một quần nhá, 101 ạ. Theo chân nhá, có size 27 28 nhá. Chị Cẩm Giang lấy hoa hồng size 29. Ok chị nhá, hoa hồng size 29 cho chị Cẩm Giang này. Hoa hồng size 29 cho chị Cẩm Giang này, còn hoa hồng 2 còn hoa hồng 26 nhá. 26 28 nhá, mẫu Dior ạ, Dior nhá, 26 28 nhá các chị nhá, 26 28 ạ, còn size 26 và 28 nhá. 26 và 28 nhá, Dior nhá, comment cho em Dior ạ. Dior 26 28 nhá. Dior 26 hoặc 28 nhá. Dior 26 hoặc 28 nhá các chị yêu ơi, comment ạ, Dior 26 28 này. Theo chân nhá. Theo chân còn 27 28 này, theo chân còn 27 28 này. 27 28. Ship 30k toàn quốc nha các chị ơi, ship 30k toàn quốc. 99k một em ngố nhá. Theo chân 27. Chị Khánh Vân ơi, cho em số điện thoại ạ. Cho em số điện thoại để em lấy theo chân cho chị nhá. Ngố nhá, quần ngố ạ, ngố nhá, ngố có size 27 28 29 nhá. Chị nào lấy comment cho em ngố nhá, ngố 99k nhá. Ngố 99k có size 26 27 28, áo quần 27 28 29 nhá. Chị ơi, quần jean dài tất cả là 101. 101 chị ơi. Quần jean ngắn này 99k nhá, ngố nhá. Ngố ạ, ngố ạ, ngố 99 nhá các chị nhá. Ship về bao giá chị ơi, đồng giá 30 nhá. Ship tất cả toàn quốc 30k nhá. Ngố nhá, chị nào lấy ngố thì comment cho em ngố kèm size nhá. Ngố có size 27 28 29 ạ. Ngố có size 27 28 29 ạ. Theo chân có 29, lấy chị cái. Theo chân có 28 thôi chị ạ. Cái đen sau lưng, cái chân váy đen. Jelly Nguyễn ơi, chân váy đen sau lưng là 170 em yêu ơi. 170. Ô này còn một cái nâu theo hoa này. Cái này còn size bao nhiêu ấy nhở? Chốt mấy cái rồi em bỏ ra. 2 cái. 2 hay 3? 26, 27. 29 ai chốt? Chưa. Lại chốt đâu. 29 bạn vừa rồi không chốt à? Bạn xinh xinh ấy. Không thể nói gì nữa. 26 27. Ok rồi, để chị lên lại. Còn size 28 29 nhá. 28 29 nhá, đính đá nhá. Comment cho em đính đá nhá. Đính đá 28 29 nhá các chị yêu ơi, đính đá 28 29 nhá. Đính đá nhá, em còn size 28 và 29 nhá các chị nhá. Đính đá. Đá đính đá lại còn có thêu nhá các tình yêu nhá. Đính đá nhá, đính đá nhá. Đính đá cho nó khác mã đi. Áo cầu sau lưng, áo cầu sau lưng là 99k chị ơi. 99k một áo ạ.
Mặc thử em xem nào. Mặc thử cái gì? Mẫu bao nhiêu cân? Chị ơi, mẫu mẫu nhà em 47 cân, 1m50 1m57 ạ. Em là 1m6 có 45 cân. Đây nhá. Lấy cho chị 28 cũng được, hai cái nghe. Ok chị Cẩm Giang ạ, đính đá nhá. Chị nào lấy đính đá comment cho em đính đá size 27 28 nhá. Này, theo theo hoa. Theo chân. Theo chân chị lấy 28, lại còn 26 à còn 27. 28. Ok chị Cẩm Giang nhá, chị Cẩm Giang lấy theo chân này, theo chân 28 nhá. Chị Cẩm Giang theo chân 28 này. Còn size 27 theo chân nhá. Còn size 27 theo chân ạ. Váy canh mặc 51 Khánh Vân ơi, có đủ size SML nhá, có đủ size SML nhá. Tình yêu ơi, 51 cân chế mặc size M là ok. Size 27 em còn một chiếc nhá, size 27 ạ, size 27 chị, nha. Chị Khánh Vân ơi, váy ở canh 51 cân chị mặc đẹp luôn nhá chị yêu nhá. Size 27 còn một chiếc nhá, size 27 còn một chiếc, size 27 còn một chiếc. Cái chốt ý hình như có mấy người chốt nhỉ? 2 3 chị nhưng mà 2 chị một size. Không không có cả size 2 chị. Qua 6 27 28. Nhỏ rồi không có 29. Đây nhá. Size 28 ghi bao nhiêu? Là sao? 101 nhá, 101 một quần nhá. Đây nha em còn size 27 nhá. Còn size 27 váy đây em ơi. Thảo đi ra cái váy đấy cho bạn đi xem. Màu màu đây Jenny ơi. Quần bạn mặc bao nhiêu đấy? 101 một quần. Đây ạ. À, em đang mặc màu sô cô la nhá, đen đen canh mặc nhá, và còn màu xanh với cả màu vàng bò. Xanh với cả vàng bò, xanh đâu nha. Đông Hà Quảng Trị. Ok chị Cẩm Giang nha, em thấy địa chỉ rồi ạ, à, em thấy địa chỉ rồi nha. Đây nha các chị yêu ơi, quần nha. Còn một cái size 27 nha. Xanh xanh. Xanh và vàng. Xanh bò. Đen vàng bò và màu nâu nha, nâu sô cô la nha, nâu sô cô la. Nâu sô cô la nha. Quần trơn nha, quần trơn nha các chị yêu ơi, quần trơn này. Để em mặc mẫu quần trơn này lên cho nha, mặc quần trơn nha các chị yêu ơi. Khánh Vân cho mình váy canh nữa nhé. Ok chị Khánh Vân. Chị Khánh Vân ơi, lấy canh màu đen đúng không? Khánh Vân lúc nãy cho quần bò mà. Chị Khánh Vân cho quần bò á. Ừ. Từ 40 cân, mông 88, mặc theo chân 27. Vừa không? Theo chân 27. À 40 cân. Mông 88, 40 cân, mông 88. Theo chân size 27. Theo chân size 20, 27, ai nấy? Chị Khánh Vân. Ừ, 27 à? Thế thì hết theo chân rồi gì? Này, 27, 28, 28 tốt cho chị đấy rồi. Đây, mông 88, mặc size 2, 26 vừa nha, chế ơi. Mặc size 26 thôi, mặc size 26 thôi. 26, 27 đều mặc được. 27 thì giống như mình mặc đây nhá. Quần bạn đang mặc 101, chị Vi Minh Cầm ơi. 101 ạ. Cho chị coi lại hai cái của chị. Ok chị Cẩm Giang. Cẩm Giang cho chị coi lại cái hai cái của chị. Đây chị Cẩm Giang ơi. Đây nhá chị Cẩm Giang ơi, một cái của chị này, một cái của chị nhá. Hai cái này theo chân nhá chị nhá. Cái này theo chân này, hai cái nhá. Hai cái này. Đấy. Một cái theo chân nhá, một cái là đây, một cái là theo ở trên, một cái là theo ở chân. Hai cái của chị Cẩm Giang nhá. Ok nhá, 101 một chiếc ạ. À. Trời ơi, 101 một chiếc. 30.000 ship nữa nhá các chị nhá. Rẻ quá các chị ạ. À. 30.000 tiền ship nữa. Đây nhá, chốt cho em size 27 nhá. Size 26 có rất là nhiều, size 26 size 27 nhá. Quần trơn nhá, quần trơn ạ. À. Quần trơn đủ size nhá, đủ size nhá. 101 một chiếc, 101 một chiếc. Quần đính trơn đá, nha, quần trơn. Đính đá 28 còn không? Đính đá 28 còn ạ, à, đính đá 28 còn nhá. Các chị cứ nhận chất quần đi các chị, trời ơi nó đẹp lắm nhá các chị nhá. Chị Khánh Vân luôn. Chị Khánh Vân bao nhiêu cân đi nhỉ? Đẹp mê hồn luôn các chị nhá. À, 51 cân. Túi ở đằng sau em kìa, túi ở đằng sau em.
thả giấy, thả túi, thả giấy vào kim kiểu gì, cho vào đâu lúc nó rơi ra thì mất. Không, để tạm vào đây không, chị còn chọn mà. Thì thả vào túi cho chị. Trơn nhá, trơn nhá. Trơn trơn trơn. Có sọc jean không? Đầy sọc jean. Hỏi đúng ổ rồi. Hỏi đúng ổ rồi, tất thế đi rồi. Đính đá này đẹp này các chị yêu ơi, đính đá này áo hoa treo bao nhiêu? 99k nhá Tiên Nam ơi, 99k. À, đính đá này đẹp này, 101 một jean thôi nhá, 101 một jean ạ, 101 một jean. 101 101. Quần đang mặc. Quần đang mặc đây. À, quần đính đá nặng 57 cân, mông 96 vừa không? 57 cân cơ. Size 29 thì cũng không vừa đâu. Chị ơi không vừa rồi, chị Nguyễn Thị Hoài Anh ơi, không vừa rồi, 57 cân, mông 96 là mông 100, mông gần 100. 55 cân thôi, mông không vừa đâu chị ơi. Đính đá này, mẫu đính đá này mặc lên cực đẹp nha các chị nha, em vừa mặc thử xong đấy. Mẫu đính đá này mặc lên rất đẹp nha. Tóm lại đính đá em còn size 28 29. Chị nào lấy thì comment cho em. Đính đá. Đính đá 28 hoặc đính đá 29. Đính đá 28 29, ok chưa? Đây. Còn một cái duy nhất size 27 ạ, còn một cái duy nhất size 27 ạ. Theo nhá, theo ạ, theo. Theo đính đá nhá, theo đính đá. Size 27 em đang bật thử ạ. Size 26 này. Size 26, size 26. Lấy chị size 29. Chị thích mặc size 29. 29 sao vừa không chứ? Em sợ không vừa thôi chị ạ. Mông ấy, em sợ mông không vừa thôi. Cái đấy là quần baggy, cái đấy là quần baggy thì size 29 nó cũng rộng. Nó cũng rộng, em phải nói rằng là nó là quần baggy cho nên nó cũng rộng. Giống như bình thường em chỉ mặc 26 thôi, nhưng mà em mặc 27 cái này, cái 26 cái này rất là rộng luôn. 45 cân, cao 1m50. À, mặc theo đính đá. 101 một quần ạ, 101 một quần. Được không? Được chị Vi Cầm ơi. Chị mặc size 27 cũng được mà mặc size 28 cũng được. Chị Vi Minh Cầm nha, tất cả những mã size 27, 28 chị đều mặc được nha chị nha. Bao nhiêu tiền một quần? 101 một quần. 101 một quần. Có màu đen không? À, chỉ có màu tối thôi, tối trơn thôi. Đây ạ. À. Trơn này, mẫu trơn này, mẫu trơn này, chỉ có màu trơn thôi. Trơn, trơn, trơn này. Đấy. Tối màu nó có trơn nhá, trơn nhá. 101 một quần thôi ạ, 101 một quần nhá. Quần trơn nhá. Tối màu còn... Ơ đây này, còn một cái theo chân này, size bao nhiêu đây không biết này. Size 26 này, size 26 này, theo chân còn size 26 nhá. Theo chân còn size 26 này. Cho em xem độ co giãn của quần đi, đây em. Lấy size 27 đá. 27 đính đá. 27 đá là cái gì? Đây, độ co giãn đây, đó. Đây. Co giãn ngon chết luôn. Có size không? Có size ở quần, tất nhiên phải có size rồi ạ. À? Mẫu đính đá size 28 xem, mẫu đính đá size 28 xem. Đây ạ. Vi Minh Cần thì sách quen đấy hàng rồi. Đây đây đây, đính đá đây, size 28 đây chị nhá, size 28 này. Úi giời ơi, 40 cân. 40 cân. Có quần 40 cân chị ơi. Không vừa, cái kiệu không vừa. 40 cân chị mặc cho em size 26 nhá chị Vi Minh Cần ơi, chị mặc cho em size 26, size 26 thì của chị quá nhiều mẫu luôn. 29 đính đá kìa. Bỏ sang màu jean bạc em. Vừa mới bỏ sang. Đây. Thì đấy. 29. Ok chị nha, ok chị nha. Hoàng, chị Yến, yêu ơi, Yến hàng sale em không cho đổi trả đâu nhá, em nói trước đấy. Yến Hoàng ơi, Yến Hoàng lấy size bao nhiêu? Lấy size bao nhiêu em ơi? Chị Nguyễn Thị Hải Anh ơi, chị lấy size 29 thì chị cho em số điện thoại nhá. Vi Minh Cần lấy size 27 đính đá. Đây. 27 đính đá thì chỉ còn đây thôi. Có mỗi một chiếc đấy đúng không? Ừ, có mỗi một chiếc thôi. Quần 9 tấc hay quần dài? 9 tấc em ơi. 9 tấc. À chị Vi Minh Cần. Chị Vi Minh Cần ơi, 40 cân chỉ mặc size 26 thôi. Mặc size 26 hoặc 27 thôi chị. Mua yêu nhá. Mua cháu gái. Ừ. Mua cháu gái nhưng mà mặc tầm size 26, 27 thôi. Quần trơn có size 65kg? Không có size 65kg chị ạ. À. Ok chị Hải Anh nhá. Chị Hải Anh lấy size 29. Ô quên. Size 29 đính đá có còn đâu? À còn size 28, 29 mà lúc nãy có chị nào chốt size 27 rồi đúng không? Ừ. 26, 27 có người chốt rồi. Còn 28, còn 2 size to mà đã có. Còn 28, 29.
Sao ở đây chị thấy có 3 cái nhỉ? Đấy, 1 cái nữa đó. Ừ đấy, đúng rồi, sai 291. Mặc thử 28 đi. 101 một cái ạ. À. Vâng, đang đi học mặc được. Nhiều cái vậy, 101 một cái. Mặc thử size 28 đi. Ok chị, để em mặc thử size 28, size 26 này. Size 26, 27 có người chốt rồi này. Bỏ ra kia này. Còn mỗi một cái size 28 nhá. Lấy 26. Yến Hoàng ơi, size 26 thì Yến Hoàng ơi, đợi chị một chút nhá. Còn rất nhiều mẫu size 26 em mặc được. Yến Hoàng nhá. Có màu khác không? Có, riêng em size 26 thì quá nhiều mẫu cho em nhá. Cái này là size 27 này, chị nào chốt thì chốt cho em size 27 này. Theo hoa đầy lá này. Đây chị, Vivi Vinh cần của chị rồi đi. Vinh cần chốt cái 27 này rồi. Thế thì hết nốt 27 này đúng không? Chị Vi Minh Cần ơi, cái đính đá của chị là mẫu đang mặc đúng không? Chị là mẫu vừa mới mặc á. Đâu? Rồi. Đây, size 28 đây. Trời ơi, size 28 thì em mặc thì nó rộng bơi trong quần mất rồi. Đây. Size 28 này. Ờ có size có đính đá nhưng mà màu khác kiểu khác. Đây ạ, mông đây nhá, rộng này. Rộng lắm các chị ạ, à. Em mặc size 28 thì rộng luôn. Muốn chọn cho cháu gái một cái nữa cho mình xem luôn. Ok chị Vi Minh Cần nha, đợi em một chút em sẽ lên các size 26 nha. Size 28 đính đá đây nhá. Size 28 này. Đúng rồi, lấy cái mẫu mặc. Ok chị Vi Minh Cần nhá. Chốt cái 27 cho chị mẫu mặc. Lúc nãy em vừa mặc cho chị rồi nhá. Đây size 28 này, còn một chiếc là size 28 này. Chị nào lấy thì lấy nhá. Đây nhá, các chị size 26 này. Các chị size 26 nhá. Đây size 26 nhá. Đính đá theo hoa này, size 26 nhá. Kéo chỗ đùi xem. Kéo chỗ đùi xem, size 28 ở đây. Rộng, trời ơi các chị ơi, size 28 mà nó đang là size 28. Nè, còn mỗi một chiếc đấy. Còn mỗi một chiếc size 28 thôi. Này, đính đá size 26 nhá, mã 1 này. Size 29. Ok chị Nguyễn Thị Hải Anh. 48 cân 57. 1m57. À vừa, mặc size 28 ok được. Được Tú Tú ơi. Rộng rãi thoải mái luôn. Ok nhá. Còn một cái đính đá này, Tú Tú chốt nốt cái size 28 đi không hết rồi. Đính đá size 26 nhá. 26 nhá các chế nhá. Chế là chốt cho em này. 26 nhá. 2601 nhá. 2601 này, 2601 này. 2602 này. 2602 nhá. Đây ạ, dáng quần đây cực kỳ đẹp luôn. 2602 nhá, 2602 này, 2602 này. 2602. Đây này chị Vi Minh Cần ơi, lấy cái này về cho cháu mặc quá đẹp luôn. Bạn ấy đi học quần cặp chun thì nó cơ động hơn. Bạn ấy đi học mặc cái loại này quá đẹp luôn. 2602 nhá. 2602 ạ. Cái này là hai mấy đây? 2603 nhá, 2603 này. Size 26 đính hoa đá 2601. Ok chị Vi cầm nhá, mã 01 ạ. Đây nhá. 2603 nhá, 2603 này. 2603 nhá các chị yêu ơi, 2603 này, 2603 này. 2603 này. 28 đính đá. Ok Tú Tú nhá, chốt cái chị đang mặc cho bạn Tú Tú này. Này, cái này của chị Vi Minh Cầm này. 2603 này. 2628 nhá, 2628 Dior này, 2628 Dior này. Có quần jean 2930 không? 2930 chỉ còn mỗi mẫu trơn thôi. Ngố size 30 không? Ngố chỉ size 29 thôi ạ. 27, 28, 29 nhá. Dior nhá, Dior 26 và 28 nhá. Dior 26, 28 ạ. Ok, Hải Anh chốt rồi nhá. 2603, lấy 2603. 1, 2, 3. 2603, đây nhá, ok chị nhá. Vậy là chị lấy 2 cái 26 đúng không? 2601 và 2603 đúng không chị Vi Cầm ơi? Này, 2603. 58 cân. Nhét vào túi quần, túi tú. Cái chị đang mặc. Đúng là bán quần gì? Tổng của mình là 2 cái nhé. Thế thì chị lấy có 2 cái thôi, một cái đính đá 27 với này một cái thêu hoa, bỏ một cái ra đây. Cái này cái số 3 đúng không? Bỏ cái này. Chị lấy cái này, chị bỏ cái đính đá kia ra. Bỏ cái đính đá đầu tiên đấy đúng không? Ok. Quần 101 nhá, 101 ạ.
quần kaki 9 tấc không? Không có kaki 9 tấc, bây giờ chỉ còn sọc jean với quần giả váy jean thôi. Đây nhá. Dior nhá, Dior ạ. Một cái 2603 thôi. Ok ok chị Vi Minh cầm nhá. Ok chị Vi Minh cầm rồi ạ. Em ở 267 Hoàng Hoa Thám Hà Nội nhá chị Hương Lê ơi. Đây ạ. Dior nhá, Dior 26 và 28 nhá. Dior 26 28 ạ. Dior 26 28 nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Dior ạ. Dior 26 28 nhá. Shop ở 267 Hoàng Hoa Thám Hà Nội nhá các chị nhá. 26 đính đá bông nhạt. 26 đính đá bông nhạt. Không có, hết rồi Hoàng Yến ơi. Size 26 hết lâu lắm rồi. Size 26 không biết lúc đầu chốt cho ai ấy. Cái gì? Size 26 đính đá bông nhạt giống chị này. Cho bạn là Hà Kiều. Ừ, chốt cho Hà Kiều rồi, hết rồi. Còn 26 đính đá hoa đậm thôi. Còn 26 đính đá hoa đậm thôi. Nó cũng hai không đậm lắm đâu chị. Chị yêu ơi, hai cái của chị là 220 30.000 tiền ship, 250. Trời ơi, 250 được hai cái quần jean. Ở đâu ra chị nhận quần jean xong các chị bảo ôi giời ơi có không để chị lấy nữa. Theo chân size 26 này, theo chân size 26 nha. Có một cái theo chân này, theo chân size 26 nha, theo ở chân này. Theo chân size 26 nha, theo chân size 26 ạ. Áo phông đằng sau bao nhiêu? Áo phông đằng sau 99 nhá, 99k một chiếc ạ, 99k một chiếc nha các chị nha. Size 26 nhá, size 26 theo chân ạ. Size 26 theo chân nhá. Size 26 theo chân. Quần ngố cho người 60kg không ạ? Em không có chị ơi. 60kg em không có quần jean đâu chị yêu ơi. Quần jean nhà em form nó không được to cho lắm. Nó chỉ nho nhỏ. Chị nhom đi nhom. Chị lấy quần ấy thôi, quần ngố 99k nhá, ngố 99k, ngố 99k nhá. Chị nào lấy comment cho em ngố nhá, ngố còn 272829 nhá. Ngố còn 272829 nhá. Ngố còn 2728 nhá. Em gửi giao hàng tiết kiệm chị Hương Lê ạ. Đấy, chứng tỏ chị cũng hình như chắc chị cũng bán hàng. Ngố chị bán hàng hay là chị mua hàng chuyên nghiệp. Đúng rồi, cho nên chị sẽ biết ngay. Nhà em không chơi với bưu điện nữa, chơi bưu điện ship lâu quá em không có chơi với bưu điện nữa chị ạ. Ngố 99 nhá, ngố 99 ạ, size 26 27 áo quên 27 28 29 nhá. Ngố nhá, chị nào lấy comment cho em ngố nhá. Ngố ạ. Quần trơn này, quần trơn nhá, quần trơn này có size. Ôi size 31 rồi. Quần trơn này nó đánh số 29 30 31 32. 29 30 31 32. Để em sẽ mặc cái quần trơn này lên xem số của nó đánh nhỉ. Chị Hương Lê ơi, tiền nào của nấy, tiền nào thì dịch vụ đấy. Gửi giao hàng tiết kiệm nó đắt một xíu, nhưng mà các chị yêu ơi, nhưng mà nó nhanh. Và quan trọng là nó ship đến tận giường nha các chị. Nó ship một lần không được, nó ship lại. Nó ship một lần, hai lần, đến ba lần là nó vẫn ship cho các chị. Ship bưu điện, nó ship thì... Em các chị nhiều hôm nay rồi. Đặt hàng có khi là ngày mai các chị đã nhận được luôn rồi. Ủa? Em thu 30.000 tiền ship là shop, còn chỗ còn lại là bọn em là shop phải bù cho các chị á. Ngô có size 23 cân không shop? Không ạ. À. Không chị yêu ơi. Ui cái này á, shop jean cạp cao. Shop jean cạp cao có, đợi em xíu. Đây nhá các chị ơi, bò trơn này, bò trơn nhá. Bò trơn để em mặc thử với lại cái áo này đi. Để em mặc thử với cái áo trắng này cho các chị ơi. Cái gì? Áo gì? Áo đây. Còn. Chuẩn luôn chị Hương Lê ơi, chỉ có chị là hiểu thôi. 45k tiền ship đấy các chị ạ. Đây nhá các chị yêu ơi, jean trơn nhá, jean trơn ạ, jean trơn nhá. Tối màu nhá các chị nhá, tối màu nhá. Cái này nó đánh size từ 29 30 31 32. 29 30 31 32. Như bản thân em mặc size 29 là vừa. Đây từ thật ra là nó rộng bụng chị ạ. Nó rộng bụng. Cho nên là các chị nào mà 60 cân thì bon chen sang mẫu quần trơn này nhá. 60 cân hoặc 50 mấy cân con chen sang mẫu quần trơn này cho em nhé. Ngố chị ơi, không phải là dài. Ngố 9 tấc ạ. 9 tấc. 101 một quần ạ, 101 một quần chị ơi. Có mỗi 110.000 một quần thôi. Trả lốt đi cho nó hết nhé em, còn mấy cái lẻ sai các chị vật lốt cho em đi. Mẫu đang mặc là 1m6 45 cân các chị nhá, 1m6 45 cân và cái size này là size nhỏ nhất, size 29 và mẫu mặc đang còn rộng bụng nhá các tình yêu nhá. Mẫu mặc rộng nhá các chị nhá.
chị nào 58 60 cân bon che sang mẫu mẫu trơn này này. Vén cái tóc ra em xem cái cổ áo. Đây. Cổ Thuyền. Cổ Thuyền em ơi, em không thích thì em mặc sang bẹp vai nhá. Cái này mặc được bẹp vai nhá, kiểu của nó này. Đây, một em mặc bẹp vai như thế này, hai là em kéo nó lên, em mặc thành cổ Thuyền như thế này. Đây. Cổ Thuyền. Đó. Đây, 101 một jean nha các chị yêu ơi, 101 một jean. Cái này em còn nguyên size này, chọn nhanh không hết nào các chị yêu ơi, chọn nhanh không hết jean này. Hết jean rồi, có hôm nay bán 101 thôi. Trời ơi, rẻ quá đi thôi. Theo hoa cực đẹp luôn nhá, chế yêu nhá. Riêng hàng phong nhà em bao chất luôn. Bao chất cho các chế yêu luôn. Được chưa? Cho chị cái áo phông trắng nhé, chị Mai Đinh. Chị Mai Đinh ơi, cho em số điện thoại. Có bông hồng, quần bò có bông hồng đi. Liên Nguyễn ơi, em mặc size bao nhiêu? Quần bò có bông hồng, đa số nó còn size nhỏ thôi, size 26 thôi. Ship 30k nhá, các người đẹp nhớ. Ship toàn quốc 30k nhá. Ship toàn quốc 30k. Áo em còn chưa là được này. Nhăn rúm gió này các chị ạ. Sơ mi này. Có giãn chứ chị, quần jean giãn nó mới dễ mặc. Không giãn thì mặc làm sao. Có giãn chị nhá. Size 26, 4 cái, em còn 4 cái size 26 cơ. 53 cân phải mặc size 29 rồi. Áo Trần Hương ơi, 99k nhá. Vì mình mới sinh xong, bụng hơi to, chị Hương Lê. Chị hỏi cái gì đấy? Chị muốn mua cái gì? Quần bò. Thì chị lấy cái size này này, bụng nó to mà, bụng thoải mái chị nhá. Nó có size 29, 30, 31, 32 cơ. Các chị yêu ơi, check inbox cho em nhá. Thử cả cái áo phông màu hồng cho chị xem. Ok chị Mai Đinh ạ. Cái áo Thái này chị ấy lấy rồi à? Lấy vàng với hồng rồi à? Không, chị không cho số, không cho địa chỉ, không để lại thông tin, chỉ vào lấy một chuyện lấy thôi. Chị Vi Minh cần thân dấu check inbox cho em với. Đây, để em thử nhá. Áo sơ mi đi chị, ok em. Có size 29 không? Quần mình đang mặc có size này. Quần mình có đủ size này. Size 29 size to chỉ còn mỗi cái quần mình đang mặc thôi. Quần mình đang mặc là đủ size rồi. Chị ơi màu hồng nhá, màu hồng em còn một cái cổ Thuyền này 99, em còn một cái áo Thái 120 nữa đấy chị nhá. Em còn áo Thái, em còn áo cò nữa cơ, em còn đầy áo phông nữa. Đây chị Mai Đinh ơi, hồng nhá. Hồng. Đây áo hồng đây, em còn áo hồng mà. Hồng cò hết rồi à? Quần có bông hồng. Quần có bông hồng hết size 29. Quần có bông hồng hết size 29. Đây này chị Niên ơi, à chị Mai Đinh ơi. Áo Thái Lan nhá, áo Thái ạ. Áo phông Thái nhá, 120 này chị ơi. 120k. 120k nhá. Em còn màu hồng, màu đen ạ. Hồng, đen, vàng và màu nâu đất. À màu nâu tây. Hồng, đen, vàng và lâu tây này, áo phông nhá, 120 một áo phông Thái nhá chị nhá, 120k này. 120k một áo phông Thái này. Đây, còn hồng này, còn nâu tây này. Còn đen, còn vàng. Áo phông con cò nữa này. Áo phông cò này. Áo phông Thái đấy, 120 một áo nhá. Quần nhá, quần này, quần giả váy nhá, quần giả váy các chị yêu ơi, quần giả váy nhá. Chị nào thích quần giả váy không ạ? Quần giả váy nhá, rất nhiều mẫu nhá. Quần giả váy. Áo Thái nhìn dài hơn phải không em? Đúng rồi chị ạ, áo Thái nó dài hơn nhá. Áo Thái dài hơn một xíu chị ạ. Áo Thái dài hơn.
dài hơn một xíu. Đây để em mặc áo thái lên cho chị này. Áo thái nó có mấy màu không nhỉ? Còn màu đâu em? Áo thái còn màu vàng với màu gì nữa đâu? Áo gì? Cò này. Áo hoa. Áo đính hoa. Đây à? Em còn màu vàng nữa đúng không? Vàng đâu nhỉ? Áo thái còn 4 màu chị nhé. Áo thái đính hoa còn 4 màu. Áo thái đính hoa còn 4 màu chị nhé. Vàng, hồng, nâu tây và đen nhé. Vàng, hồng, nâu tây và đen ạ. Vàng, hồng, nâu tây và đen. Cò này. Cò xanh. Cò nha, áo cò nha các chị nha, áo cò ạ. Quần jean nhá, quần jean 101 một quần thôi các chế yêu ơi. Chế nào size 26 không ạ? À? Vào vợt nốt cho em mấy cái size 26 nào. Vàng này, thử lốt cho chị xem. Ok chị yêu. Em thử màu hồng nhá, em thử đính hoa màu hồng cho chị nhá. Em thử đính hoa màu hồng cho chị nhá. Chị thích mẫu đính hoa hay mẫu cò ạ? À? Em thử đính hoa coi, em thử đính hoa màu hồng cho chị nhá. Xem sọc jean cạp cao đi. Ok Tú Tú nhá. Đây chị ơi. Đính hoa nhá. Đây. 3D ạ, 3D nhá. Đây 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 hoa này. Hoa đấy, đẹp lắm nhá chị nhá. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Màu hồng. Có màu hồng này, màu vàng nhá, màu vàng mặc nện rất là tôn da nhá chị nhá, màu hồng, màu vàng. Đây, hoa vàng còn hai cái hoa vàng. Hoa vàng, tôi thấy hoa vàng trên. Sọc jean này, sọc jean này. Sọc jean nhá, Tú Tú ơi, sọc jean này, 85k một em sọc jean nhá. 85k một em sọc jean nhá. Sọc jean mã 1 này, 1 nhá. 111 sọc jean rách đây này, 1 nhá. 111 áo phông người 45 tuổi không ạ? À? 45 tuổi thì biết tùy em thôi, em xem mẹ mặc phông nào chứ còn 45 tuổi thì mặc cái gì cũng được. Em chọn màu thôi. Đây này, chọn mấy kiểu này cũng được. Trắng thái còn không, không còn màu trắng chị ạ, hết trắng rồi. Đây nhá, jean nhá, sọc jean này. Sọc jean 1 nhá, 1 này. 2 này, 2 nhá. 2 2 jean jack đấy. 3 này. 3 nhá, 3 4 nhá, 4 5 5 6 Trời ơi, riêng chất hàng nhà em bán ok luôn.
luôn. Cái mẫu đã trả qua em sale lốt thôi. Chị yên tâm đi, chị cứ nhận về, chị yên tâm đi. 6 nhá, 6 này, 7 này, 7 này, 7, 7, 7, 7 nhá. 8, 8, 8, 8, 8 nhá. 8 9 9, 9, 9 10, 10, 10, 10 10 10, 10, 10 11, 11, 11, 11, 11 12, 12, 12, 12 12, 12, 12 12 nha. Đấy, quần sọc nha, quần sọc có 12 mẫu nha. Quần sọc có 12 mẫu nha. Lấy mẫu nào comment mẫu đấy nha. Quần sọc có 12 mẫu. Cái áo xanh cỏ. Áo xanh cỏ. Có hai người hôm nay chốt cho hai cái áo xanh cỏ. Đây, về đây. Anh vứt cái áo cò đỏ đây em ơi. Rồi các chị yêu ơi, ai còn muốn xem cái gì nữa em phục vụ lốt nào. Nhanh 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 chị yêu ơi. Trắng nhé. Ok chị ạ, à, chị lấy áo trắng, chị lấy một cái thôi à chị Mai Đinh ơi. Áo một cái ship 30 nghìn đấy chị ơi. Một cái cũng ship 30 nghìn, chị lấy thêm cái áo nữa. Một cái ship 30 nghìn rồi, đằng nào cũng mất công ship, chị lấy thêm một cái áo nữa. Cho nó đẹp. Mất công ship rồi. Đồ bộ coi nhá chị nhá. Đồ bộ giờ này không lên nữa. Em còn đồ bộ nữa nhưng mà em chỉ nói vậy thôi. Em chỉ nói thế thôi, không làm gì cả. Yến Hoàng cho em xem lại mấy cái quần 9 tấc size 26 đi. Ok em. Đây nhá, Dior nhá. Một này. Size 26 nhá. Một nhá, em lấy cái nào comment cho chị nhá. Một này, một. Hai nhá, hai này, hai, hai, hai. Hai em nhá, hai. Sọc jean là 85k một chiếc, quần 9 tấc là 101 nhá. 3 nhá, 3 3 3 3 3. 3 này. 4 4 4 4 4 4 4 4. 4 nhá, 4 này, 4 4. Quần trơn chị đang mặc. Năm nào quần trơn chị đang mặc hết rồi. Hết 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 hết. Năm nào quần trơn chị đang mặc này. Đấy em ơi, em lấy mẫu nào thì comment cho chị nhá. Ờ, chị Mai Đinh, chị cho số điện thoại chưa nhỉ? Chị Mai Đinh ơi, chị lấy áo trắng, chị cho em số điện thoại chị yêu ơi.
này đi. Ok chị đây. Còn ngố không cho em xem, ngố con màu đen này em. Nhím xinh. Còn mẫu sơ mi nào khác không chị yêu? Còn em ơi. Đây ngố thì chỉ có mỗi một mẫu này thôi em. Ngố mỗi một mẫu này thôi. Đây 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 Yến Hoàng ơi, ngố này, ngố chỉ có mỗi một mẫu thôi. Ngố một mẫu thôi em yêu ạ. Đây người ta gọi là ngố, kia là sọc đùi đùi của ấy kia. Đây là ngố, đây là chín tấc. Theo thuật giới chuyên môn gọi đây là chín tấc. Đây để chị cho em xem sơ mi. Nhím xinh ơi, sơ mi nhá. Thế là móc cho chị cái này lên nữa. Rồi cái trắng kia nữa, cho bạn ấy chọn nào. Móc cho chị hai cái trắng lên đi. Móc cái xanh lấy 3 cái. Ừ, cái xanh lấy 3 cái rồi. Như nhau hết em ơi, lúc nãy chị kéo như nhau hết. Rêu nhá, rêu này. Rêu nha em nhá, đây chị đánh số nhá. Một này, nhím xinh ơi, nhím xinh ơi. Chưa chưa chị ơi, mai nhá. Một này, một. Một nhá. Hai. Hai, hai. Hai này. Ba này. Ba, ba, ba. Bốn này. Bốn. 5. 5 này, 5. 6 này, 6 này, 6 này. 6. 7 nhá, 7 nhá. 7 này, 7. À đưa chị. 8 nhá, 8 này, 8 8. Trắng sơn này em, trắng trơn này. Trắng trơn, trời ơi, cái mẫu này chị chưa có là. 8 này. Trơn gen nữa. 9 canh mặt. 9, 10, 11 đấy. Em phải xếp theo mẫu mới đúng, em đưa lẻ này. Mẫu nào, màu nào cho nó chọn. Để nhỡ. Mấy? Mẫu hoa có 4 màu em nhé. Mẫu hoa có 4 màu nhé. Mẫu canh, màu canh mặc nữa là 4 màu em nhé. Mẫu hoa này. Mẫu hoa có 4 màu 4 kiểu nhé. 4 màu 4 kiểu ạ. 150k một một em nhé. Mẫu hoa nhé các chế yêu nhé. 150k một em hoa nhé. 150k một em hoa. Cái này 1 2. Còn mấy cái màu nữa đâu. Em yêu. Mẫu nhá, mẫu này nhá, mẫu này là 170 em nhá. 170 ạ. Sơ mi caro không có chị yêu ơi. Mẫu này có 4 màu nhá, mẫu này có 4 màu nhá, nhím nhá, 170 này. Có hồng nhá. Hồng trắng này, hồng trắng cam đất nhá và be. Hồng trắng cam đất và be nhá em nhá. Hồng trắng cam đất và be nhá. Mẫu mẫu 2, mẫu 2, mẫu 2 cắm cho chị sạc em hết đi. Hồng trắng cam đất và be, hồng trắng cam đất và be này. Mẫu 2 nhá. Mẫu 2, mẫu 2, mẫu 2. Mẫu 3 là mẫu gen này. Mẫu gen này có hồng trắng đen và be nhá, hồng trắng đen và be. Hồng trắng đen và be nhá, mẫu 3 nhá em nhá. Hồng trắng đen be. Mẫu 3, mẫu 3, mẫu 3. 3 mẫu này. Cái này có một chiếc duy nhất. Số 4 nhá. Số 4, số 4. Cái này size L. Cái này là hàng free size. Hàng free size em. À mẫu số 1 là 150, mẫu số 2 và mẫu số 3 là 170 ạ. Sai con. Đây nhá. Tay tay cọc, tay cọc, tay cọc. 3 rồi, 4 nhá. 4 này, 4 4.
bốn em nhá, bốn này. Dơ cao mẫu 2 em coi ạ. Em yêu ơi, mẫu 2 chị nói trước là form to nhá. Mẫu 2 là form to nhá em nhá. Em 44 cân là mặc thành form rộng đấy. Nhím xinh nhá. Nhím xinh thân yêu ơi. Em mặc là thành form rộng đấy nhá. Đây mẫu 2 đây em. Mẫu 2 đây nhá, mẫu 2 đây ạ. À. Trắng trơn này cũng size M nhá, nhưng cái form này nó cũng rộng em ạ. Chưa đã là 47. 47 gì luôn, 47 ký. 47 ký thì mặc cũng như em mặc. Rộng mà. Rộng, nói chung là 47 ký mặc rộng em ạ. À. Em thích thì mặc thôi chứ mà chị nói trước là rộng. Ừ, form nó hơi rộng đấy, là chị nói luôn là form nó hơi rộng em yêu. Quên, chị đang mặc cái áo này không chui được. Không chui được. Trời ơi, cái áo nó nhăn rúm gió luôn. Nhưng mà cái kiểu tay với kiểu áo nó cũng đẹp em ạ. Cái này có khi buộc lại này hay. Giống như các bạn trẻ vẫn thường hay buộc. Buộc lại. Cái này size L, form hơi rộng em ạ. Size L, form nó hơi rộng. Nhưng mà chất chị nói luôn là chất cái hàng này thì nó không được đẹp bằng cái hàng kia. Này, form này. Kiểu dáng form baby doll ý. Dạng giống như thế. Đấy, ok em yêu nhá. Chốt sơ mi nào thì chốt cho chị nhá. Bye bye tất cả tình yêu. Hẹn gặp lại các tình yêu vào 12 giờ trưa mai. 12 giờ trưa mai chúng ta sẽ lại gặp nhau. 12 giờ trưa mai ạ. Hai cái áo trắng bằng size không chị? Hai cái áo trắng bằng size không chị? Không bằng size, cái này size L này. À quên, cái chị đang mặc là size M. Đây, kiểu của nó mặc sẽ là cổ này. Đây, nó sẽ như thế này. Về nhà em giặt nên nó sẽ là nên nó phẳng phiu lên. Còn cái này là kiểu khác, cái này là tay cộc kiểu khác. Để chị mặc nên nốt cho em, nên dán cái này nhé. Cái này nó chỉ có size L thôi. Áo có hoa đằng sau bao nhiêu một cái? Chị ơi, áo có hoa đằng sau 99k một chiếc chị Tạ vợ Vân Anh. 99k chị ạ. À. Ai chị? Nhím xinh. Không chốt được áo à? Nhím xinh. Theo của nhím xinh là một chân váy thôi đúng không em? Chân váy ly vàng bò này. Nhím xinh ơi, của em còn một chân váy. Đây, sơ mi nè. Để chị đóng thùng lại nhá. Thích cái áo mẫu 2 à? Cái mẫu 2 nhưng nó form hơi rộng. Em yêu à.
Ừ, nó rộng thì chị, nó có form rộng thì chị bảo nó rộng thật mà. Kiểu này cũng xinh này, cũng te này. À, chị Vũ Nga Nga ơi, áo hoa đằng sau, áo hoa theo đằng sau, phông này khoảng 58 cân đổ lại chị nhá. 58 cân vừa. Áo sơ mi hoa này thì 52 cân ạ, 52 cân. Ok, tất cả các chị yêu. Size M. Thế thì hình như chị lấy 3 size SML. Nhím xinh nhá, nhím xinh có thích kiểu áo chị đang mặc không? Có size S đấy em ơi. Có SML đấy. Có SML đấy em. Ơi chị đây. Chưa đóng được khuy tay này em. Có 3 size SML luôn. Khổ, quần jean mới không được cắt khuy. Chị đây, trình bày đi em. Trình bày luôn. Trình bày luôn là trình bày luôn. Áo đang mặc size L. Ai chốt đấy? Ok, nhím xinh. Size L áo này à? Áo này bán hàng. Chị Tú Tú. Em cảm ơn chị. Chị Thanh Thanh à? Này Có có size size L. L, Ừ, size có. L. Đây size L chị đang mặc này, size M ở đây. Chị Thanh Thanh ơi, có size L nhưng mà chị yêu bao nhiêu ký đó? Chị ơi, áo áo em đang mặc giá 99k. 99k nhá, 99k không đủ xe tròn lấy cho người chưa. Ok em, để mai chị lấy áo trắng trơn về cho. Em thích sơ mi trắng trơn đúng không? Để chị lấy sơ mi trắng trơn nha. Có thấy Linh Sa Di Có thấy em yêu áo 99, áo áo chị 99. đang mặc 99, 99k. 99k nhá, 99k áo em đang mặc. Có sơ mi form dài không? Chưa có chị Maria ơi. Chưa có sơ mi form dài. Trời ơi, nhà em còn nhiều quần váy quá mà em chưa lên được một kiểu quần váy nào ạ. Ok, nhím xinh. Có kiểu trơn mai mai. Chín mươi chín k một áo nhá, 99k một áo cất ui. Chị Thanh Thanh ơi, chị có muốn lấy thêm cái gì nữa không để ship vào thẻ? Chị Thanh Thanh ơi, để em ưu tiên em cho chị xem nào. Chị Thanh Thanh ơi, đây này, còn size L, size M này. Size M nhưng to to bằng size L luôn chị yêu ạ. Nhím xinh ơi, check inbox nhá. Xinh như chiếc mua mấy set của mình. Đồ mùa đông bạn mua quần váy. Quần váy 120 em yêu ơi. 120. Mua 2 chiếc thì còn 110, mua 3 chiếc thì còn 100. Quần váy nhà em nhiều lắm. Bao nhiêu tiền áo trắng đó? Chị ơi 99.000. Váy hồng treo phía đằng sau. Váy hồng á chị, làm gì có váy hồng nào đâu. Có kiểu khác không? Có kiểu khác chị ạ. Chị Nhàn Hoàng ơi, chị mặc áo ren này này. Chị mặc áo ren này đẹp này chị Nhàn Hoàng ơi. Riêng chị mặc sơ mi ren này thì đẹp luôn nhá chị Nhàn Hoàng nhá. Mặc sơ mi ren ấy. Có sơ mi hoa nữa này chị yêu ơi, chị Nhàn Hoàng này. Chị mặc sơ mi hoa nữa này. Đẹp này chị ạ. Có áo bạn đang mặc. Còn áo bạn đang mặc không? Còn.
Yến Hoàng ơi. Còn một cái hồng thêm hoa này. Váy ở đằng sau ấy. À váy ở đằng sau ấy, cái đỏ này á chị. Cái đỏ này 99k size S nhá, tất cả size S nhá. Riêng hàng gen nhà em nó chỉ có size S cho nên em bán lốt còn 99k thôi. Bình thường nó không có giá 99k đâu ạ. Nhưng hôm nay nó có giá 99k. Chân váy 170, áo sơ mi 150, váy gen 99, áo phông 99. Ok, tất cả các chị yêu nhá. Bao nhiêu ạ? À? Cái gì bao nhiêu em yêu ơi? 99.000. Áo chị đang mặc 99k. Chị Thanh Thanh ơi, còn chị mới chốt một áo, chị có muốn xem thêm cái gì chốt thêm không? Có chị nào muốn mua đồ bộ không? Để em còn mấy cái đồ bộ em sale lốt cho. Áo thun xanh đằng sau. Áo thun xanh đằng sau. Chị ơi, nó không phải màu xanh đâu, nó là màu xám ạ. Nhìn thế nào mà nó thành màu xanh chết rồi. Lên like nó thành màu xanh chị yêu ạ. Màu xám chị yêu ơi. Màu xám không phải màu xanh ạ. Cái gì vừa tinh một cái ở đâu ấy nhỉ? Áo trắng này chị ấy lấy đúng không? Chị Đinh Đinh nha. Chị cho số rồi. Lấy sau lấy nhiều hơn chị inbox để có chị nào inbox vào Facebook đang kêu. Áo đằng sau đây chị nhá, nó còn màu nâu, màu đỏ và màu xám này. Màu nâu nhá, màu nâu tây này chị, màu nâu tây này, màu xám đây này. Nó là màu màu xám, màu lông chuột ý, chứ không phải màu xanh đâu ạ. À. Màu đỏ này chị, màu đỏ nhá. 99k một áo nhá chị yêu ơi. Đấy. Áo phông nhá, áo phông này, áo phông theo hoa này. 99k một áo này. Ủa, cái áo này còn cái màu hồng của mình đâu nhỉ? Đây mới có 3 cái. Chưa này. Cho em xem áo như chị mặc. Đây, áo như chị mặc còn mỗi một chiếc đấy. Chị Thanh Thanh lấy một chiếc rồi, em lấy một chiếc nữa là hết. Có mỗi 2 cái thôi. Màu cam đất này, màu cam đất nhá. Màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng và màu hồng. Yến Hoàng muốn xem cái gì? Yến Hoàng ơi. Đây nhá, đó, có 4 màu nhá chị nhá. Rớt vai có 4 màu ạ. Rớt vai có 4 màu, rớt vai có 4 màu. Các bạn nào mi nhon này, mình mua váy ở đằng sau. Chị Nguyễn Lân. À chị Nguyễn Lân ơi, chị mua váy này đúng không? Body đúng không chị? Cho em số điện thoại chị yêu ơi. Ngọc Lan 99 à? Vâng 99 ạ. À? 99 ạ. À? Đấy em bán hết đồng giá 99 cho các chị yêu. Còn mấy chị cuối like, chị nào mà có hỏi các chị đừng bảo em bán giá 99 nhá. Trước em toàn bán giá 150, 180 đấy chị ạ. 99. Ok chị Nguyễn Lân. Chị Nguyễn Lân ơi size S nhá. Cho em số điện thoại chị ạ. Cho em số điện thoại. Size S nhá chị yêu ơi. Ok chị Nguyễn Lân. Đây này, còn màu cam nữa này, suông nhá, suông này 99k gen này chị yêu, 99k lốt này. Nhân xích nhân năm Hà Nam ba kiến nhá. Bộ này, bộ này. Bộ 99 này, bộ 99k nhá, bộ 99k hàng cốt tông nhá. Hàng cốt tông ạ, bộ này em chỉ còn một bộ nhá, 55 cân đổ lại vừa nhá. 55 cân đổ lại vừa nhá. À, 1 nhá, số 1 nhá. Ai đấy comment cho em số 1 ạ, còn mỗi một bộ. Lấy màu đỏ. Vâng, ok ok chị, chị lấy váy ôm màu đỏ em biết rồi mà. Mẫu like nhá, mẫu like là số 2 này, số 2 nhá. Số không bán một chiếc nhá các chị ơi. Ship một chiếc 30.000 các chị. Số 2 nhá, số 2 nhá, số 2, số 2 ạ. À. Các chị ơi chọn thêm sản phẩm đi. Hàng sale em không ship một cái đâu, ship một cái em bù ship đã chết rồi. Ship một cái không ship được. Ship một cái ship đắt lắm. Đây nhá, số 2 nhá. Mẫu like ạ, à, mẫu like số 2 nhá các chị nhá, mẫu like số 2 này.
Số 3 nhá, số 3 này, số 3 này, áo hồng nhá, quần hoa này. Đó. Số 3 nhá, số 3, số 3. 36 kg mặc được hết em ạ. Đây nhá. Đây đây đây, số 3, số 3, số 3. Số 3 nhá. Số 3 là màu hồng này. 55 cân trở lại. Số 4 này, số 4 nhá, Adidas này, số 4 nhá, quần này, quần có sọc trắng nhá. Số 4, số 4, số 4. Số 4 nhá, số 4 này. Lai đỏ này, lai đỏ này, số 5 nhá. Cho mình mua chân váy. Chị Nguyễn Lân ơi, chân váy em có đủ màu nhá, 170k một chân váy ạ. Hàng đẹp nhá các chị nhá, một chân váy có đủ màu nhá. À, vàng bò, vàng bò, màu nâu sô cô la, màu đen và màu xanh nhá. Rộng quá không? Không rộng quá đâu em ơi. Số 7 nhá, số 7 này, số 7 lai đỏ nhá, số 7 lai đỏ ạ. Số 7 lai đỏ nhá. Đấy, bộ đấy nhá em yêu ơi, bộ đấy nhá. 1 2 1 2 3 4, à số 5 không phải số 7. 1 2 3 4 5. Chị Yến ơi, chân váy 170 này. À chị Lân, Nguyễn Lân ơi, chân váy 170 nhá. 170k, chân váy ôm 150, chân váy ôm là 150. Mình lấy màu xanh. Chị Nguyễn Lân ơi, chị lấy size S đúng không ạ? À, màu xanh size S đúng không chị? Chị Nguyễn Lân ơi, chị lấy size S đúng không chị yêu ơi? Màu xanh này, màu vàng bò, màu nâu sô cô la nhá. Màu đen. Size S ok chị, đây này, màu vàng bò đây này. Màu vàng bò nhá. Màu nâu này, màu nâu sô cô la này, màu nâu sô cô la này. Màu xanh này chị, màu xanh. Màu xanh, màu xanh. Đó. Ok chị Nguyễn Lân nhá, chị Nguyễn Lân lấy chân váy xanh size S em ơi. Xanh size S và váy ren đỏ. 99k. Ok các chị yêu nhá. Tạm biệt các chị yêu nhá. Hẹn gặp lại các chị yêu vào 12 giờ trưa mai. Chị Nguyễn Lân ơi, xong rồi check inbox hộ em nhá. Gửi cho em inbox cho em cái địa chỉ nhá chị inbox, à chị Nguyễn Lân ơi. Inbox giúp em cái địa chỉ nhá chị yêu. Một hồng theo hoa đi. Tạm biệt các chị yêu nhá, tạm biệt các chị yêu. Từ bao giờ chữ kết thúc nó nhảy lên trên? Từ khi chị ấn cái gì nó như thế. À thế à? Mà thôi thế cũng được chị. Này chị Nguyễn Lân cho luôn địa chỉ kìa. Xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ok chị Nguyễn Lân nhá, em nhận được địa chỉ của chị rồi nhá. Thank you chị yêu. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc.